Thiên Đạo Đồ Thư Quán, Trương Huyền. Chương 1251, còn chưa cút ra ngoài đi. 1. Hoài Vương phủ bao la vô biên, đủ loại kiến trúc tầng tầng lớp lớp không nhìn thấy tận cùng, vô số hộ vệ kim giáp đi tới đi lui, khiến cho người ta có một loại cảm giác tay cầm vạn quân mà cũng không có cách nào xông vào. Khó trách còn chưa tới thì Hồng Sư đã lo lắng như vậy, chỗ này thật là đầm rồng hang hổ. Lúc những binh sĩ này hành tẩu, không bàn mà hợp với trận pháp, chiến lực phi phàm. Làm trận pháp sư, hắn rất dễ dàng để nhìn ra những binh sĩ này, thoạt nhìn đi lại không quy tắc gì. Thế nhưng trên thực tế lại có dấu vết để lần theo, hành động phối hợp tạo thành một đại trận hợp kích. Một khi có người tiến công thì lập tức có thể đưa ra phản kích, phóng ra sức chiến đấu và lực lượng rất kinh người. Bọn họ sẽ không có chuyện gì, nếu như đối phương muốn đối phó với bọn họ. Chỉ cần tùy tiện phái ra một đội ngũ thì Huyễn Vũ Đế quốc e không có người nào có thể chống lại được. Cũng không cần thiết phải phí công lớn như vậy. Nhìn thấy vương phủ cường đại như thế, Trương Huyền lại càng thở phào nhẹ nhõm. Loại binh sĩ này chỉ cần phái mấy người đi qua thì đám người Hồng Sư sẽ khó mà chống chọi được, cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện ra, lại còn nói mời đi qua đó. Trước mặt võ lực tuyệt đối, giải thích nhiều thì ngược lại sẽ càng phiền phức. Trương Sư, mời người chờ đợi ở đây, hiện tại ta sẽ đi bẩm báo cho vương gia. Chỉ chốc lát sau hắn đã đi tới một lương đình, hộ vệ nói một tiếng, sau đó xoay người đi thẳng về phía trước. Trương Huyền biết quy củ cho nên cũng không vội vã, tiếp nhận nước trà được một thị nữ bưng lên, lại chậm rãi nhấm nháp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Không thể không nói, đạo đãi khách của Hoài Vương Phủ không có chỗ nào có thể bắt bẻ, lá trà đều vừa mới hái. Mùi thơm ngát xông vào mũi, khiến cho người ta dư vị vô cùng. Vừa mới uống trà, Trương Huyền cũng nhân cơ hội này vận chuyển minh lý chi nhãn rồi lặng lẽ quan sát. Nhìn một hồi, hắn không nhịn được lắc đầu. Mặc dù vương phủ này đã bố trí rất tốt, binh sĩ cũng rất mạnh, thế nhưng ở dưới minh lý chi nhãn chiếu xuống, sơ hở cũng rất nhiều. Nếu như không phải là vì đám người Viên Đào, coi như bằng vào thực lực của hắn bây giờ thì cũng có thể nhẹ nhõm ra vào mà không bị phát hiện ra. Trương Sư, đang quan sát khắp nơi thì chỉ thấy tên hộ vệ vừa đi đã vội vã đi tới. Vương gia cho mời. Thu hồi ánh mắt, trên mặt Trương Huyền lần nữa khôi phục lại vẻ không hề bận tâm. Hắn đứng dậy, đi theo sau lưng hộ vệ đi thẳng về phía trước. Vòng qua mấy đầu hành lang, không lâu sau, một đại sảnh rộng rãi cao lớn đã xuất hiện ở trước mắt. Vương gia, Trương Sư đã đến. Đi vào đại sảnh, hộ vệ lập tức ôm quyền rồi lui ra ngoài. Lúc này Trương Huyền mới nhìn về phía trước. Trong căn phòng có một người trung niên dáng vẻ uy nghiêm ngồi ngay ngắn ở trung tâm, ở hàng ghế của khách bên cạnh là một lão giả tóc trắng, sau lưng thì có một thanh niên đang đứng đó. Trong phòng chỉ có ba người. Trên người trung niên kia mang theo khí thế ở vị trí cao, hẳn là người gọi là vương gia, còn lão giả tóc trắng, vẻ mặt thản nhiên, khiến cho người ta nhìn không thấu sâu cạn. Ngược lại người thanh niên kia khí tức trong người không giữ lại một chút nào. Không ngờ lại là một vị siêu cấp cường giả hóa phàm bát trọng sơ kỳ. 20 tuổi hóa phàm bát trọng. Coi như là ở tổng Hồng Viễn Đế quốc chỉ sợ cũng là đỉnh tiêm bên trong đỉnh tiêm. Nhìn lướt qua, Trương Huyền đi tới giữa phòng, sau đó ôm quyền nói. Danh sư Trương Huyền, bái kiến Hoài Vương gia. Ngươi chính là Trương Huyền. Người trung niên còn chưa lên tiếng thì người thanh niên hai mắt như điện kia đã lạnh lùng nhìn lại. Thấy tên này nói chuyện không khách khí một chút nào. Trương Huyền không thèm để ý, cũng không cần trả lời đối phương mà xoay người ngồi lên bên trên ghế cho khách ở phía đối diện. Ta đang nói chuyện với ngươi, ngươi không nghe thấy sao? Thấy bộ dáng này của hắn, khuôn mặt người thanh niên kia lập tức trầm xuống. Mặc dù hắn đứng ở sau lưng lão giả kia, thế nhưng thực lực hóa phàm bát trọng, bất kể đi đến đâu cũng đều là đại nhân vật có mặt mũi. Vừa lên tiếng tra hỏi, thế mà đối phương lại không thèm để ý, quả thực quá không coi ai ra gì. Ta nghe thấy rõ. Trương Huyền xoay đầu lại, vẻ mặt dấp tơ láp thành thật. Như vậy, vì sao lại không trả lời? Thanh niên kia khẽ nói. Hoài vương gia, mục đích ta tới đây chắc hẳn ngươi cũng có thể đoán ra được. Trương Huyền lần nữa ôm quyền, nhìn về phía người trung niên ở giữa. Ngươi, thấy đối phương lần nữa xem nhẹ hắn, trước mắt người thanh niên kia tối sầm lại, thiếu chút nữa đã ngất đi. Ta đang nói chuyện với ngươi. Rốt cuộc ngươi có nghe hay không? Trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Khi đó tự nhiên vương gia sẽ trả lời vấn đề của ngươi. Cắn răng,
người thanh niên kia gầm thét. Tốt. Trương Huyền gật đầu. Ngươi nói đi. Ta hỏi ngươi có phải là Trương Huyền hay không? Người thanh niên kia khẽ nói. Trương Huyền lần nữa nhìn về phía Hoài Vương. Ta nghe nói, mấy học sinh của ta bị Vương gia mời tới làm khách, hôm nay ta tới đây chính là muốn dẫn bọn hắn trở về. Thân thể nhoáng một cái, người thanh niên kia suýt chút nữa đã không có chịu được mà tức ngất đi. Cho tới lúc này hắn nào không biết đối phương đang đùa hắn, đối phương căn bản không có tính toán trả lời câu hỏi của hắn. Dám trêu chọc tại ta, người có biết ta là ai không? Gầm thét một tiếng, khí tức toàn thân của người thanh niên này dâng trào, giống như là đại dương mênh mông. Mặc dù tu vi của hắn không bằng Diệp Vấn Thiên, thế nhưng trên phương diện lực lượng dường như càng thêm hùng hậu, nhất là sau khi nổi giận, thân thể giống như tăng lên gấp đôi, bắp thịt trần trụi bên ngoài cuồn cuộn vào một chỗ, khiến cho người ta có một loại cảm giác dữ tợn, vừa nhìn đã biết thân thể cực mạnh. Ngươi! Thấy đối phương nổi giận, khuôn mặt Trương Huyền không thay đổi, mí mắt vừa nhấc, nói. Chương 1252, còn chưa cút ra ngoài đi. 2. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Tại hạ là danh sư được danh sư Đường Sắc Phong, một mình chống chọi với dị linh tộc. Cho dù đi đến bất kỳ nơi nào cũng sẽ được tôn sùng và kính ngưỡng. Một võ giả nho nhỏ như ngươi mà cũng dám tùy tiện ở trước mặt ta. Ai cho ngươi lá gan này? Trong khi nói chuyện, tâm cảnh vận chuyển, bên trong thanh âm mang theo sư ngôn thiên bẩm, phối hợp với khí thế của trời nhận danh sư tự mang, khiến cho người ta có một loại cảm giác uy nghiêm không thể xâm phạm. Khiến cho người ta cảm thấy việc khinh nhờn hắn tựa như đang khinh nhờn thần linh vậy. Ta, thanh niên này lập tức sững sờ. Danh sư, được gọi là thiên hạ đệ nhất chức nghiệp, không phải chỉ là cái tên êm tai mà còn có địa vị đủ cao. Tất cả các chức nghiệp giả, tất cả võ giả, đều phải kính trọng. Một khi xúc phạm danh sư tương đương với đang gây hấn với danh sư Đường, khiêu khích toàn bộ nhân tộc. Đây là uy nghiêm của danh sư, cũng là sự tôn trọng vốn có với loại nghề nghiệp này. Cũng giống như hoàng đế vậy, dám chửi ngay mặt một câu, chẳng cần biết ngươi là ai cũng sẽ chém đầu cả nhà ngươi. Mặc dù danh sư không có nghiêm khắc như thế, thế nhưng cũng không phải là chức nghiệp mà người nào cũng có thể hô to gọi nhỏ ở trước mặt. Nếu không, danh sư Đường còn lập quy củ, bình định thiên hạ như thế nào nữa chứ? Thanh niên này nhìn thấy hắn, chỉ mới nghĩ thực lực đối phương không mạnh, cho nên muốn cho một đòn ra oai phủ đầu. Kết quả hắn đã quên một việc, bị chất vấn ở trước mặt, lại tăng thêm sư ngôn thiên bẩm cho nên lập tức bị nghẹn lời, khuôn mặt trắng bệch. Thấy hắn bị tâm cảnh của mình áp chế, không có phản ứng, Trương Huyền nhướng mày, tiếp tục nói. Hoài Vương phủ, ta là khách nhân, vương gia còn chưa lên tiếng mà ngươi, một người hầu đứng bên cạnh lại hô to gọi nhỏ, còn để vương gia vào mắt nữa hay không? Ngươi có để vị tiền bối phía trước này vào mắt hay không? Ta! Thân thể người thanh niên kia nhoáng một cái, khí thế rào rạt vừa rồi lập tức tan thành mây khói, thân thể không tự chủ được run rẩy. Mới vừa rồi hắn mới nghe thấy đối phương là Trương Huyền cho nên muốn dạy dỗ, thế nhưng lại quên trưởng lão còn ở phía trước. Cũng đã quên mình đang làm khách ở Hoài Vương Phủ, quả thật đã đi quá giới hạn. Coi thường trưởng ấu, coi thường tôn ti, không biết thân phận, không biết cao thấp. Nơi này không chào đón ngươi, còn chưa cút ra ngoài đi. Trương Huyền hất ống tay áo lên. Ta. Thanh niên kia nói không ra lời, khuôn mặt càng ngày càng trở nên khó coi, chần chờ một lát, sau đó hắn mới nhấc chân đi ra ngoài. Hiện tại tâm cảnh khắc độ của Trương Huyền đã đạt đến 19. 1. So với danh sư lục tinh bình thường cũng còn cường đại hơn không ít, mặc dù người thanh niên này là cường giả hóa phàm bát trọng. Thế nhưng so sánh với hắn vẫn kém nhiều lắm. Liên tục nói vài câu, từng câu đâm trúng tâm khảm, khiến cho hắn đã mất phương hướng của bản thân. Cái này, vị trung niên Hoài Vương ở giữa phòng cùng lão giả đang ngồi không nghĩ tới vị trương sư này mới nói hai câu đã mê hoặc người thanh niên kia tới mức cái gì cũng không biết, xoay người rời đi. Hai người nhìn nhau, hai mắt nhìn nhau. Không phải nói vị này là danh sư tứ tinh hay sao? Làm sao ngay cả cường giả hóa phàm bát trọng cũng trúng chiêu cơ chứ? Được rồi. Rơi vào đường cùng, lão giả lắc đầu. Ầm ầm, thanh âm không vang, thế nhưng lại giống như là sấm sét nổ lên bên tai. Thân thể người thanh niên kia cứng đờ, tinh thần bị sư ngôn thiên bẩm của Trương Huyền mê hoặc lập tức khôi phục lại, hắn mạnh mẽ xoay người. Lúc lần nữa nhìn qua, ánh mắt hận không thể ăn tươi nuốt sống Trương Huyền. Hắn muốn điên rồi. Đường đường là cường giả hóa phàm bát trọng, vốn nghĩ vị Trương Huyền này tới đây hắn sẽ ra oai phủ đầu,
giáo huấn đối phương một chút. Kết quả vừa nói hai câu đã bị mê hoặc, trực tiếp đi ra ngoài, cảm giác buồn bực mãnh liệt khiến cho hắn sắp bạo tạc. Ta muốn giết ngươi. Rít lên một tiếng, bàn chân thanh niên kia đạp mạnh, muốn vào tới phía trước. Đủ rồi, còn ngại mất mặt không đủ hay sao? Lão giả nhíu mày một cái. Vâng. Toàn thân chấn động, khí thế trên người thanh niên này lập tức tan thành mây khói, trực tiếp thối lui ra đằng sau, không nói thêm gì nữa. Chỉ có điều, hai mắt nhìn về phía Trương Huyền vẫn giống như là nhìn cửu nhân giết cha, hận không thể băm hắn thành tám mảnh. Đối với loại ánh mắt này, Trương Huyền không thèm để ý tới. Mặc dù hắn không phải là đối thủ của đối phương, thế nhưng nếu gặp được ở chỗ khác, quả thực trong vài phút có thể giết chết được 10 người, 8 người. Trong tay hắn có nhiều khôi lỗi thánh vực như vậy cũng không phải là ăn chay. Không để ý tới người thanh niên này, ánh mắt hắn lại rơi vào trên người lão giả kia. Uy lực sư ngôn thiên bẩm của hắn lớn thế nào, trong lòng hắn rất rõ ràng, sau khi bị mê hoặc, khó mà tỉnh lại, lão giả này mới chỉ nói một câu đã khiến cho hắn khôi phục như lúc ban đầu, thực lực rất mạnh mẽ, quả thực là đáng sợ. Chỉ sợ đã vượt qua bất luận kẻ nào mà hắn đã từng gặp. Ngay cả vị Mạc Cao Viễn Mạc Sư trước đó, có lẽ cũng không có loại năng lực này. Học sinh của Trương Sư quả thực đang làm khách ở quý phủ ta, đi mời bọn họ tới đây. Thấy thái độ của hai bên không đúng, người trung niên Hoài Vương kia xấu hổ cười cười, vội vàng quay đầu phân phó một tiếng. Một người hầu vội vã đi xuống. Vậy thì đa tạ Vương gia. Nghe được quả nhiên là tại làm khách, dường như không có đối bọn hắn làm cái gì, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, đồng thời tràn ngập nghi hoặc. Mấy học sinh của tại hạ có chút ngang bướng, sẽ không có quấy rầy Vương gia đó chứ. Nếu như có chỗ nào đắc tội thì Trương Huyền ta nguyện ý một mình gánh chịu. Quấy rầy, làm sao có thể cơ chứ? Mấy vị học sinh của Trương Sư Thiên Phú dị bẩm, ta thích cũng không kịp. Biết muốn giấu giếm danh sư nhất định sẽ không che giấu nổi, cho nên Hoài Vương lắc đầu, không tiếp tục khách sáo nữa mà trực tiếp nói ra lý do. Thực không dám giấu giếm. Sở dĩ mời mấy vị học sinh của Trương Sư tới đây là được viên trưởng lão nhờ vả. Viên trưởng lão? Trương Huyền nghi hoặc. Cái gì mà viên trưởng lão? Hắn cũng không nhận ra, mời học sinh của mình tới đây làm cái gì cơ chứ? Tại hạ Viên Thành, chính là trưởng lão Viên gia trong Vô Cương Đế Quốc. Lão giả trước người thanh niên kia vuốt vuốt chòm râu, nói. Ngươi chính là viên trưởng lão, Vô Cương Đế Quốc. Trương Huyền sững sờ. Trên đường tới đây. Ngọc Phi Nhi cũng đã giảng với hắn về rất nhiều đế quốc nhất đẳng có đẳng cấp tương đương với Hồng Viễn Đế Quốc, và các đế quốc nhị đẳng cấp dưới của bọn họ. Mà Vô Cương Đế Quốc này, hắn lại chưa từng nghe qua. Chẳng lẽ, là Phong Hào Đế Quốc? Chương 1253, Viên Đào Lai Lịch 1. Phong Hào Đế Quốc, so với đế quốc nhất đẳng còn cao hơn một cấp bậc, có thất tinh danh sư tọa chấn, quốc lực cường thịnh. Thanh niên này gầm loạn không kiêng nể gì như thế. Mà Vương gia cũng không có tức giận, ngược lại còn đứng ra hòa giải, điều này đã nói rõ bất kể thân phận hay là địa vị của hai người này đều cực cao. Nếu thật là người của Phong Hào Đế Quốc, như vậy cũng có thể nói thông được. Cũng giống như Ngọc Phi Nhi công chúa và Hình Viễn vậy, đi tới Huyễn Vũ Đế Quốc, Diệp Vấn Thiên cũng phải cẩn thận nói chuyện, không dám vi phạm. Không sai. Lão giả cười cười, nhìn lại. Trương sư tuổi còn trẻ mà tâm cảnh đã siêu việt danh sư lục tinh bình thường. Thiên tư rất mạnh, coi như trong các danh sư mà ta gặp phải cũng coi như không yếu, quả thật là anh hùng xuất thiếu niên. Siêu việt danh sư lục tinh bình thường. Hoài Vương ra sững sờ, giật nảy mình. Vị Trương Huyền này hắn đã phái người nghe qua, chỉ là một danh sư tứ tinh trong Huyễn Vũ Đế Quốc mà thôi, nhiều nhất chỉ là nửa bước ngũ tinh. Vốn hắn cho rằng coi như có thể thành tài thì cũng phải không biết bao nhiêu năm về sau, không nghĩ tới tâm cảnh đã cao như vậy. Tâm cảnh khắc độ là thứ khó tu luyện nhất. Rất nhiều người tu vi đã đếm, thế nhưng khảo hạch đẳng cấp danh sư lại không được, cũng bởi vì tâm cảnh không đạt tới. Mà người trước mắt này, tu vi còn thấp, tâm cảnh lại rất cao. Như vậy đã nói rõ chỉ cần thời gian đầy đủ thì chuyện danh sư lục tinh sẽ là chắc chắn. Tùy ý để cho loại người này trưởng thành, tất nhiên có thể vang danh thiên hạ, có lẽ. Sau này nhất định phải kết giao một phen thật tốt mới được. Nghe thấy đối phương phân tích. Trương Huyền cũng nhíu mày một cái. Tâm cảnh của hắn đạt tới 19. 1. Không dùng văn lý thạch đo lường thì coi như danh sư lục tinh cũng không nhìn ra được. Mà đối phương lại một câu nói ra, nhãn lực rất mạnh mẽ, tu vi cực cao, có thể nói là kinh khủng. Vẻ mặt nghiêm túc,
Trương Huyền ôm quyền. Viên trưởng lão quá khen rồi. Tu vi, thiên phú là thứ không có cách nào nói một câu quá khen là được. Trương sư họ Trương, không biết có quan hệ gì với quý tộc Trương gia thánh nhân. Viên trưởng lão có chút nghi ngờ nhìn qua. Quý tộc thánh nhân, Trương gia. Trương Huyền khẽ lắc đầu. Cũng không nhận ra, không có quan hệ. Hắn chính là một cô nhi, càng là người xuyên Việt, cái gì mà quý tộc thánh nhân, cái gì mà Trương gia, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua. Không biết sao. Viên trưởng lão sửng sốt một chút, lập tức cười một tiếng. Mặc kệ có quan hệ hay không, có thể 20 tuổi tu luyện tâm cảnh tới mức độ lợi hại như thế, làm việc vừa trầm ổn vừa có độ, không kiêu không gấp. Khó trách Đào thiếu gia coi trọng ngươi như thế, chỉ nhận lão sư như ngươi, nói cái gì cũng không nguyện ý từ bỏ. Đào thiếu gia. Trương Huyền nhíu mày. Ngươi nói chính là, Viên Đào. Học sinh của hắn cũng chỉ có mấy người như vậy, đối phương lại nói họ Viên, muốn đoán ra cũng không khó. Chỉ là, Viên Đào không phải là cô nhi hay sao? Sinh trưởng ở trong địa hoàng thành Thiên Huyền Vương quốc sao? Từ lúc nào đã biến thành thiếu gia Viên gia gì đó trong Vô Cương đế quốc cơ chứ? Không sai, chúng ta cũng chỉ căn cứ huyết mạch cộng minh cho nên mới vừa tìm tới thiếu gia. Sau khi nghe thiếu gia giải thích thời gian ở cùng với ngươi, trong khoảng thời gian này cũng may nhờ có ngươi chiếu cố. Viên trưởng lão khẽ gật đầu. Cái này, Trương Huyền vò đầu. Huyết mạch cộng minh, tìm kiếm. Chẳng lẽ, Viên Đào là thiếu gia thất lạc nhiều năm của Viên gia này? Cái này, khó tránh khỏi có chút quá không thể tưởng tượng nổi a. Nếu thật sự là như thế, nhất định Viên gia sẽ rất là đáng sợ. Làm sao có thể đặt cái gọi là thiếu gia vào trong chỗ xa xôi như Thiên Huyền Vương quốc này cơ chứ? Trương sư làm lão sư của Đào thiếu gia, không biết người có biết thân hắn có cổ mạch hay không? Dường như nhìn ra điểm nghi hoặc của hắn, viên trưởng lão cười hỏi. Hắn nắm giữ long tê cổ mạch. Trương Huyền gật đầu. Huyết mạch của Viên Đào, từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn đã dùng Thiên Đạo Thư Viện để đo lường ra, chính vì vậy, cho nên mới chiêu thu làm học sinh. Huyết mạch giống như thân thể tiên thiên vậy, chia làm nhiều loại, cổ mạch, tân mạch, truyền thừa, biến dị. Huyết mạch long tê chỉ có thượng cổ mới có, là một trong các huyết mạch phòng ngự đứng đầu, vô địch, rất là cường đại. Hắn quen biết nhiều người như vậy, thậm chí ngay cả Mạc Cao Viễn cũng không nhận ra được, đối phương vừa nhìn một cái đã biết hắn thân cư cổ mạch, chỉ sợ quả thực có quan hệ huyết mạch với Viên Đào. Quả nhiên Trương sư thật là tinh mắt. Viên trưởng lão gật đầu. Không sai. Quả thực Đào thiếu gia nắm giữ long tê cổ mạch tinh thuần nhất trong gia tộc, hơn nữa không nghĩ tới lại bị Trương sư kích hoạt. Gia tộc, Vô Cương Viên gia chúng ta dùng long tê cổ mạch để quật khởi, toàn gia tộc đều nắm giữ loại huyết mạch này. Chỉ là nương theo thời đại xa xưa, huyết mạch càng ngày càng mỏng manh. Cảm khái một tiếng, hai mắt viên trưởng lão tỏa sáng. May mắn, trời thương chúng ta, đời này, để cho Đào thiếu gia nắm giữ cổ mạch hoàn chỉnh. Đồng thời còn để cho chúng ta thuận lợi tìm tới. Việc trấn hưng gia tộc nằm ở trong tầm tay. Cái này. Chương 1254, Viên Đào lai lịch 2. Trương Huyền sửng sốt, lập tức nhớ tới lời nói của người thanh niên vừa rồi. Tên này bắp thịt toàn thân kéo căng lên, vừa nhìn đã biết tu luyện thân thể cực mạnh, vốn hắn cho rằng là hắn am hiểu loại này, hóa ra là cùng một gia tộc với Viên Đào, trong cơ thể cũng nắm giữ huyết mạch long tê. Huyết mạch long tê. Phòng ngự vô địch, tu luyện tới cực hạn, thân thể so tu vi chân khí còn cường đại hơn. Khó trách trước đó hắn đã nghi hoặc, máu của long tê thuộc về cổ mạch, cực kỳ thưa thớt, làm sao lại xuất hiện ở trên người Viên Đào cơ chứ? Không nghĩ tới sau lưng của hắn lại có một gia tộc to lớn như vậy. Viên Đào đã là thiếu gia của gia tộc các ngươi, tại sao lại lưu lạc đến Thiên Huyền Vương quốc cơ chứ? Thực sự không nhịn được nữa cho nên Trương Huyền mới nói ra nghi ngờ trong lòng. Đại gia tộc như thế làm sao sẽ để thiếu gia có huyết mạch tinh thuần như thế lưu lạc bên ngoài cơ chứ? Đây là chỗ bất đắc dĩ của loại gia tộc cổ mạch như chúng ta, huyết mạch nương theo thời gian trôi qua sẽ càng ngày càng mỏng manh. Vì khôi phục cổ mạch, bình thường sẽ để cho hậu bối vừa ra đời, lợi dụng truyền tống trận để đưa đến di tích thượng cổ, để cho bọn hắn tự do trưởng thành. Chỉ có loại địa phương này mới có thể khiến cho huyết mạch bọn hắn một lần nữa khôi phục. Viên trưởng lão nói, cổ mạch. Chỉ có ở cổ địa mới có thể duy trì được sự hoàn chỉnh, vĩnh viễn đợi ở gia tộc sẽ chỉ làm cho huyết mạch càng ngày càng mỏng manh, cuối cùng sẽ biến mất. Di tích thượng cổ, ý của ngươi là, Thiên Huyền Vương quốc thuộc về loại địa phương này sao? Trương Huyền kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng,
loại vương quốc cấp thấp như Thiên Huyền Vương quốc thuộc về nơi xa xôi nhất, quốc gia cấp thấp nhất, chẳng lẽ lại còn thuộc di tích thượng cổ nào đó hay sao? Đúng vậy a, dị linh tộc và nhân loại đại chiến, hầu như đã liên quan tới toàn bộ đại lục, mà chỗ không bị tác động đến chính là di tích thượng cổ. Loại địa phương này tương đối rất lại phía sau, không có truyền tống trận, thậm chí ngay cả danh sư đường cũng không có vào, hoàn toàn tách biệt với thế gian. Viên trưởng lão cười khổ giải thích. Nghe một hồi, Trương Huyền mở to hai mắt ra nhìn. Dường như, Thiên Huyền Vương quốc, hoàn toàn phù hợp. Không có danh sư đường, không có truyền tống trận, địa vực vắng vẻ, linh khí mỏng manh. Loại cổ địa này, đều ở biên giới đại lục, phạm vi rất rộng, số lượng cũng rất nhiều. Mặc dù biết hậu bối được đưa đến loại địa phương này, thế nhưng chúng ta cũng không biết cụ thể là nơi nào, chỉ có thể đi tìm, chỉ là. Rất nhiều người, đều không thể nào sống sót được, toàn bộ đều tử vong. Viên trưởng lão khẽ lắc đầu. Mang hậu bối đi, lợi dụng truyền tống trận đưa ra ngoài là chuyện không có cách nào khác. Thế nhưng truyền đến nơi nào, có thể còn sống sót hay không cũng không phải là chuyện mà bọn họ có thể quyết định được. Không ít hậu bối, bởi vì như vậy mà mất mạng. Chỉ có một số ít người còn sống. Mà người sống sót có thể khôi phục cổ mạch, đã ít lại càng ít. Rất may mắn, hai người bọn họ đi ra ngoài tìm, không chỉ tìm được mà còn phát hiện ra viên đào đã khôi phục huyết mạch thượng cổ, bảo làm sao bọn họ không kích động cơ chứ. Lại hàn huyên một hồi, rốt cuộc Trương Huyền đã hiểu ra. Năm đó dị linh tộc chiến đấu cùng nhân loại, phạm vi tác động đến cực lớn, chỗ không có bị liên lụy chính là di lưu thượng cổ. Loại địa phương này, mặc dù càng gần với thượng cổ, thế nhưng cũng quá mức rớt lại phía sau, bất kể công pháp hay là võ kỹ đều kém rất nhiều. Hậu bối bị truyền tống tới đây, không có người nào chiếu cố, có thể còn sống hay không cũng còn chưa biết chứ đừng nói chi là khôi phục cổ mạch. Nhưng cũng chỉ có như vậy mới có thể thành công mà thôi. Nếu không tùy ý để cho huyết mạch càng ngày càng mỏng manh, dù gia tộc có mạnh hơn nữa thì cũng sẽ bị thế lực khác thôn phệ, sẽ dần dần biến mất ở trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Nắm giữ truyền tống trận có thể truyền tống nhân loại, chỉ sợ viên gia này so với trong tưởng tượng của ta còn đáng sợ hơn. Hiểu rõ những chuyện này, Trương Huyền trầm tư. Trong truyền thuyết, trận pháp đạt tới bát cấp mới có thể truyền tống sinh mệnh, có thể xây dựng loại trận pháp cấp bậc này, đồng thời cũng thành công đưa hậu bối ra ngoài, làm sao viên gia có thể đơn giản được chứ? Đã tìm được thiếu gia, cho nên, chúng ta định mang thiếu gia về gia tộc để tiếp nhận truyền thừa. Thế nhưng đào thiếu gia không thấy ngươi. Nhận được sự đồng ý của ngươi mới rời đi. Do đó, hy vọng Trương sư có thể đồng ý. Viên trưởng lão nói ra yêu cầu của mình. Thật vất vả tìm được một thiếu gia huyết mạch hoàn chỉnh, tự nhiên hắn muốn mang về để tiếp nhận truyền thừa. Thế nhưng đối phương phải chờ lão sư đồng ý thì mới có thể đi. Thanh niên sau lưng lão già cảm thấy một danh sư tứ tinh nho nhỏ không xứng làm lão sư của thiếu gia nhà bọn hắn cho nên mới xuất hiện một màn như vừa rồi. Cái này, Trương Huyền trần chờ. Giống như Triệu Nhã lúc trước vậy, viên đào cũng gặp phải lựa chọn. Huyết mạch Long Tê thượng cổ, về đến gia tộc quả thực là tốt nhất, chỉ là. Ở chung lâu như vậy, đột nhiên tách ra, chẳng biết lúc nào sẽ gặp lại, thậm chí có thể gặp nhau hay không cũng là chuyện rất khó nó. Phương pháp mà Trương sư kích hoạt huyết mạch cho đào thiếu gia ta cũng nghe nói, quả thực rất mới lạ, nhưng mà. Dù sao viên gia chúng ta cũng có truyền thừa hoàn chỉnh. Chỉ cần thiếu gia trở về. Nhất định có thể kích hoạt thể chất nhanh hơn, khiến cho tốc độ tu luyện càng lúc càng nhanh, mong rằng Trương sư đồng ý, đây cũng là vì tốt cho thiếu gia. Viên trưởng lão dùng vẻ mặt chờ mong nhìn qua. Thông qua nói chuyện phiếm, hắn đã biết tình cảm giữa đào thiếu gia và vị lão sư này, nếu như lão sư này nói không thì đào thiếu gia tuyệt sẽ không rời khỏi cùng với bọn hắn. Nhưng, trên người bọn họ chịu trách nhiệm của gia tộc, nếu đã tìm được thiếu gia, tự nhiên phải mang hắn về. Làm sao có thể tùy ý để cho hắn lưu lạc ở bên ngoài cơ chứ? Ta biết. Than thở một tiếng, Trương Huyền rất là thất lạc. Thiên hạ không có bữa tiệc nào mà không tan, cũng không có sư đồ nào luôn ở cùng nhau. Có đôi khi buông tay thì mới có thể làm cho đối phương phát triển tốt hơn. Cũng giống như Triệu Nhã đi băng nguyên cung vậy, có khả năng sẽ phát triển càng tốt hơn, tu vi hiện tại chỉ sợ so với bản thân cũng không hề yếu hơn. Còn có Lộ Sung đang cùng với Mạc Hồn Sinh đi tìm tổ địa vu hồn. Hiện tại có khả năng còn chưa tới, nhưng một khi đến thì thành tựu sau này so với hắn cũng không hề yếu. Trưởng lão nói nhiều như vậy, người còn không đồng ý sao? Đào thiếu gia, thân mang huyết mạch Long Tê, sớm muộn gì cũng sẽ hóa thân thành cự long, một bước lên trời.
Đúng là ngươi là danh sư, thiên phú cũng không tệ, thế nhưng phương diện luyện thể. Kém quá xa, căn bản không xứng làm lão sư của thiếu gia, thương nghị cùng ngươi đã là nể tình, đừng không biết tốt xấu như vậy. Thấy hắn chần chờ, thanh niên ở bên cạnh, quát lạnh một tiếng. Ngươi nói, phương diện luyện thể của ta không xứng làm lão sư Viên Đào hay sao? Trương Huyền tối sầm mặt lại. Chương 1255, thân thể của Trương Huyền 1. Không sai. Thanh niên cười lạnh. Nếu như không phục thì chúng ta có thể dùng thân thể để chiến đấu một trận, nếu như ngươi thua, ngoan ngoãn để Đào thiếu gia đi theo chúng ta. Thừa nhận ngươi không xứng làm lão sư, thắng, ta bái ngươi làm thầy cũng được. Thế nào, dám hay là không dám? Thanh niên kia rít lên một tiếng. Trương Huyền híp mắt lại. Đối phương là cường giả hóa phàm bát trọng, mặc dù vừa rồi không có thi triển ra võ kỹ. Thế nhưng cũng có thể nhìn ra được thân thể cực kỳ cường đại. Toàn bộ lực công kích của hắn có gộp lại cũng chỉ vượt qua 10 triệu đỉnh, muốn phá vỡ phòng ngự, đánh bại đối phương có lẽ cũng không làm được. Huống chi chỉ bằng vào thân thể, chỉ có lực lượng 400 vạn đỉnh. Ngay cả hắn cũng không thể đánh bại thì lại có tư cách gì làm lão sư của Đào thiếu gia hắn chứ? Có thể nói, đối phương thoạt nhìn lỗ mãng, thế như lại từng lần nắm bắt được điểm yếu của mình, sau đó khích tướng. Hơn nữa nếu chỉ dùng thân thể, như vậy còn có thể tránh khỏi sư môn thiên bẩm. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Không sai, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi dám hay là không dám? Hai tay chắp ra sau lưng, thanh niên kia hừ lạnh. Ồ! Thấy đối phương từng bước tới gần, hất ống tay áo lên. Lúc Trương Huyền đang muốn nói chuyện thì đã nghe từng tiếng gọi hưng phấn vang lên. Lão sư! Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đám người Viên Đào, Trịnh Dương, Vương Dĩnh đã đi tới, khi nhìn thấy hắn, ánh mắt tràn ngập kích động. Một tháng không gặp, thực lực của mấy học sinh này đã lần nữa có tiến bộ, bất kể là tinh khí thần hay là tu vi đẳng cấp, đều mạnh mẽ hơn không ít. Bởi vậy có thể thấy được. Trong khoảng thời gian này bọn họ cũng không có nhàn rỗi, tất cả đều đang liều mạng đuổi theo bước chân của hắn. Thiếu gia, Tôn Cường cũng đi tới. Lúc này Tôn quản gia đã đạt đến hóa phàm tam trọng âm dương cảnh trung kỳ. Mặc dù so với đám người Vương Dĩnh vẫn hơi kém một chút, nhưng đối với người vốn không tu luyện chăm chỉ như hắn cũng đã coi như rất không tệ rồi. Nhìn thấy mọi người long tinh hổ mãnh, Trương Huyền cảm thấy an ủi, miệng mỉm cười, trong lòng đột nhiên sinh ra hào tình vạn trượng. Hắn quay đầu nhìn về phía người thanh niên cách đó không xa, vẻ mặt rất thản nhiên. Tốt, luận võ, chỉ dùng thân thể. Luận võ, lão sư. Đám người Viên Đào sững sờ, rất là sốt ruột. Mặc dù tiến bộ của lão sư rất nhanh, thế nhưng tỉ thí với cường giả hóa phàm bát trọng am hiểu luyện thể, muốn chiến thắng, chỉ sợ vẫn rất khó khăn. Yên tâm đi, chỉ là tôm tép nhãi nhép mà thôi, nhìn vi sư đè bẹp hắn. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Hai tay Trương Huyền chắp ra sau lưng, mang theo phong độ vô địch. Đối phương đã nói tới nước này, nếu như người làm lão sư như hắn không ra tay, về sau còn có mặt mũi nào đối mặt với học sinh, chỉ điểm cho bọn hắn cơ chứ? Dám so là tốt rồi, tới đây. Không nghĩ tới đối phương lại có can đảm đồng ý, thanh niên kia cười ha hả một tiếng, lại tung người đến giữa đại sảnh. Thân thể nhoáng một cái, bắp thịt toàn thân nổi lên từng cục, thân cao dường như cũng tăng lên mấy phần. Khiến cho người ta có một loại cảm giác lăng lệ, tựa như mãnh thú. Đừng có gấp. Thấy đối phương nhảy ra ngoài, Trương Huyền cũng không đi theo ngay mà chỉ cười nhạt một tiếng. Lại nhìn về phía Hoài Vương gia cách đó không xa. Vương gia, có khả năng tại hạ còn phải làm phiền ngươi một chút, không biết nơi này có mật thất hay không, ta có một chút chuyện muốn xử lý một chút. Mật thất, đương nhiên là có. Hoài Vương gia đang buồn rầu. Không biết nên giữ gìn mối quan hệ với vị trương sư này như thế nào. Nghe thấy hắn nói như thế, lập tức cười cười, vẫy tay một cái, mặt tường bóng loáng ở bên cạnh mở ra, làm lộ ra một cái lối đi nhỏ. Làm vương gia đế quốc nhất đẳng, phòng tiếp khách bình thường đều sẽ bố trí tốt mấy cái mật thất dạng như thế này, dùng để trao đổi chuyện cơ mật. Loại địa phương này có bố trí trận pháp, cho dù là người có lợi hại hơn nữa thì cũng khó có thể nhìn thấu, không có cách nào thăm dò. Đa tạ. Trương Huyền khẽ cười một tiếng, rồi đi vào, sau đó lại đóng kín cửa phòng, cổ tay run lên, phân thân xuất hiện ở trước mắt. Chỉ bằng vào thân thể, chỉ có lực lượng 400 vạn đỉnh, muốn giáo huấn đối phương nhất định sẽ khó mà làm được, nhưng... phân thân thì lại không giống. Phân thân do cửu thiên liên thai luyện chế mà thành, bản thân vận dụng toàn bộ lực lượng cũng không đủ để đối phương đánh cho một quyền.
chỉ bằng vào thân thể, người thanh niên kia có mạnh hơn nữa thì nhất định cũng không phải là đối thủ của phân thân. Mọi chuyện chính là như vậy, đi ra đánh hắn, răng rơi đầy đất. Tinh thần khẽ động, trao đổi một lần về chuyện vừa rồi, Trương Huyền nói một câu. Yên tâm đi. Phân thân gật gật đầu, thay đổi quần áo với Trương Huyền, sau đó đẩy cửa đi ra ngoài. Dù sao bản tôn đang ẩn giấu ở bên trong mật thất, ai cũng không nhìn thấy được, cho nên cũng không cần lo lắng sẽ bị hoài nghi. Tới đi. Thấy, Trương Huyền, đi ra, thanh niên cười lạnh, xương cốt toàn thân không ngừng rung động, ken két, khí chất cả người càng ngày càng mạnh, cổ tay run lên, không khí phát ra thanh âm phần phật, tựa như sắp nổ tung. Thân thể đạt tới cảnh giới nhất định, uy lực không hề yếu hơn so với chân khí. Người thanh niên kia thân mang huyết mạch Long Tê, dù là mỏng manh thế nhưng cũng cực kỳ cường đại, lại thêm gia tộc đã truyền thừa rất lâu. Bản thân nắm giữ công pháp luyện thể lợi hại, thân thể đạt thành tựu cực cao, đã vượt qua chân khí, cũng đã đạt đến cảnh giới hóa phàm bát trọng. Phân thân khẽ cười một tiếng, thân thể nhoáng một cái đã đi đến giữa đại sảnh. A, à, thấy chỉ là một tiểu tử hợp linh cảnh mà dám có can đảm đối kháng thân thể với hắn, vẻ mặt người thanh niên này trở nên dữ tợn. Bàn chân đạp mạnh lên trên mặt đất, xông thẳng về phía trước. Ầm ầm, tốc độ quá nhanh, không khí phát ra tiếng sấm ầm ầm trầm muộn. Người còn chưa đến thì không khí đã nổ tung, tạo thành một quả cầu cực lớn triệt để bao phủ Trương Huyền. Lão sư, thấy đối phương không nói hai lời, vừa ra tay đã thi triển ra lực lượng cường đại nhất, Viên Đào siết chặt nắm tay. Mặc dù đây là tộc nhân của hắn, thế nhưng so sánh với lão sư, độ thân cận vẫn còn kém hơn rất nhiều. Mấy người Vương Dĩnh cũng đều khẩn trương. Chương 1256, thân thể của Trương Huyền 2. Thực lực của lão sư bọn họ biết rất rõ ràng, một tháng trước khi tách ra mới chỉ là chọc thanh cảnh, hiện tại coi như đột phá thì cũng chỉ là hợp linh cảnh, so với hóa phàm bát trọng. Kém quá nhiều a. Có thể nói, hai bên căn bản không cùng đẳng cấp, làm sao có thể so sánh được đây? Yên tâm đi, thiếu gia đã đồng ý so sánh thì chắc chắn sẽ không thua. Tôn Cường ở một bên nói, vị thiếu gia này, ở trước mặt học sinh rất chú trọng sư đạo tôn nghiêm, đám người Vương Dĩnh đều cho rằng rất khó chiến thắng, không phải là bởi vì không tin, mà là cảm thấy tu vi chênh lệch quá lớn. Lão sư lại cực kỳ liêm chính, sẽ không có khả năng làm chuyện gì vi phạm đạo đức. Thế nhưng, hắn lại không cho là như vậy. Ở chung lâu như vậy với thiếu gia, đối phương có tính nết gì hắn biết rất rõ, thiếu gia đã làm qua chuyện gì không có nắm chắc chưa? Thiếu gia đã dám đồng ý, nhất định đã chuẩn bị đánh tên này thành đầu heo rồi, nếu không, trước khi tỉ thí còn muốn mật thất làm gì chứ? Sẽ không thua. Đám người Vương Dĩnh bán tín bán nghi. Hô! Lão sư ở giữa đại sảnh nhìn thấy người thanh niên kia dùng hết toàn lực công tới cũng không tránh né, lông mày bỗng nhiên nhướng lên, cánh tay vừa nhấc, cũng vung một quyền ra để ngạnh kháng. Tấn công trực diện. Nhìn thấy hai người đối chiến như vậy, lông mày của mọi người nhảy lên. Ngay cả viên trưởng lão ở bên cạnh cũng nhíu mày, cảm thấy không rõ ràng cho lắm. Thực lực và phòng ngự của người thanh niên này viên trưởng lão biết rất rõ ràng, bình thường cường giả hóa phàm bát trọng trung kỳ cũng khó mà phá vỡ được. Một tiểu nhân vật hợp linh cảnh như ngươi lại dám dùng nắm đấm đối chiến. Không phải muốn chết hay sao? Phanh! Nắm đấm và nắm đấm đụng nhau, cuồng phong thổi qua chung quanh, khu vực dưới chân hai người đột nhiên nứt ra. Một quyền đánh trúng đối phương. Người thanh niên kia đang hưng phấn thì đột nhiên cảm thấy nắm đấm mình giống như đấm vào trên sắt thép, xương cốt trong lòng bàn tay cảm thấy đau đớn kịch liệt một hồi. Răng rắc, nắm đấm trong nháy mắt đã bị đánh nát, ngay sau đó hắn đã cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ dọc theo cánh tay hắn lan tràn lên trên, dường như muốn nghiền ép hắn. Siêu, cả người hắn bay ngược ra. Bị tu vi hạn chế, lực lượng của phân thân có khả năng không bằng đối phương. Thế nhưng thân thể được luyện chế ra từ cửu thiên liên thai lại cực kỳ cứng rắn, có thể so với thần khí. Thanh niên dùng hết toàn lực đánh tới lại giống như bị cái đầu chùy cứng rắn rõ vào, làm sao có thể chịu được cơ chứ? Làm sao ngươi có thể có thân thể mạnh như vậy được chứ? Con ngươi co rụt lại, thanh niên này cảm thấy sắp phát điên rồi. Trong cơ thể hắn có huyết mạch Long Tê, lại còn tu luyện công pháp luyện thể cường đại của gia tộc, có thể nói là đao thương bất nhập. Xem như vũ khí linh cấp thượng phẩm đâm vào trên người cũng chưa hẳn đã có thể đâm rách làn da. Vừa mới va chạm với nắm tay đối phương thì đã bị chấn cho vỡ xương cốt. Rốt cuộc ta là người có huyết mạch Long Tê, hay là ngươi? Tại sao có thể có thân thể cường đại như vậy chứ?
gào thét một tiếng, đang định ổn định thân hình thì chỉ thấy hoa mắt, thân ảnh của đối phương chẳng biết từ lúc nào đã chợt hiện lên ở sau lưng của hắn. Phanh! Thân thể bay về phía sau, lần nữa đụng vào đối phương. Răng rác, răng rác! Lần nữa có tiếng giòn vang xuất hiện, xương cốt mà hắn tu luyện không biết bao nhiêu năm tháng, một mực lấy làm tự hào lại lần nữa giòn vang, cũng không biết đã gãy đi mấy cái. Ta! Cảm giác đau đớn mãnh liệt khiến cho hắn phát điên, một cánh tay còn hoàn hảo khác, lập tức xoay khuỷu tay người lại để đánh. Tên này quả thực là người có nghề trong chiến đấu cận chiến, không thể không nói, chiêu này có phản ứng vô cùng tốt, đổi lại là người tu luyện khác, tất nhiên sẽ phải lách mình tránh né, thậm chí còn phải chống lại. Nhưng Trương Huyền không nhúc nhích mà chỉ đứng tại chỗ. Phanh! Một khuỷu tay đã đánh lên trên đầu Trương Huyền. Quá tốt rồi! Đầu là chỗ yếu nhất trên người. Thấy đã đánh trúng chính diện, ánh mắt người thanh niên này sáng lên. Chỉ có điều, vẫn không đợi hắn cao hứng thì đã lần nữa cảm thấy tay cánh tay tê dần. Xương cốt ở khuỷu tay, không ngờ lại bị chấn vỡ. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Thanh niên này phát khóc. Huyết mạch long tê của hắn phòng ngự vô địch, vốn hắn cho rằng muốn ngược đối phương sẽ giống như củ cải trắng vậy, muốn thu thập sao thì thu thập thế đó. Kết quả, liên tục ngạnh kháng. Đối phương ngay cả đánh giấm cũng không có mà còn làm xương cốt cả người hắn đều vỡ nát. Cũng giống như bản thân đang đối chiến với một kiện thánh khí vậy. Có lầm hay không? Cái này. Viên trưởng lão ở bên cạnh cũng trợn tròn hai mắt. Dùng nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra, Trương sư đều đang bị động bị đánh. Mà bị đánh còn có thể làm cho cường giả tu luyện thân thể xương cốt cả người bị chấn vỡ tới 7-8 phần, cái này. Cũng quá cường đại a. Đừng nói là người thanh niên kia, xem như thân thể hắn đã tu luyện không biết bao nhiêu năm, nếu như mạnh mẽ chống đỡ cũng không làm được điểm ấy a hát. Chẳng lẽ, đã nhận lầm thiếu gia, kỳ thật vị Trương sư này mới thật sự có huyết mạch long tê, Đào thiếu gia. Không phải. Lão sư, mạnh như vậy sao? Đám người Vương Dĩnh, Viên Đào, càng kinh ngạc nhìn nhau. Một tháng không gặp, vốn cho là tiến bộ của bọn họ đã rất lớn rồi, thế nhưng tiến bộ của lão sư. Dường như còn lớn hơn nhiều. Bị đánh mà còn làm cho xương cốt cả người đối phương vỡ vụn, chuyện này đoán chừng cũng không có người nào làm được a. Răng rắc, răng rắc. Vẻ kinh ngạc cũng xuất hiện ở trên mặt Hoài Vương gia, trong lúc tất cả mọi người đang cảm thấy không kịp phản ứng, không thể tin được thì chỉ thấy Trương Huyền đã lần nữa đánh gãy hai chân người thanh niên này. Hắn yên tĩnh đứng ở trong đại sảnh, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn qua, thanh âm bình tĩnh không bị lay động, không quan tâm hơn thua. Xin hỏi loại cường độ thân thể này của ta, có tư cách làm lão sư của Viên Đào hay không? Chương 1257, lấy ơn báo oán 1. Trong phòng lặng ngắt như tờ. Tất cả người đều đưa mắt nhìn nhau, một câu nói cũng không nói nên lời. Ngươi nói thân thể người ta không mạnh, không đủ để chỉ điểm cho huyết mạch long tê. Tốt, người ta đứng ở đó, chờ ngươi đánh mà còn có thể khiến cho xương cốt ngươi vỡ nát, ngươi còn có cái gì để nói nữa không? Mọi người đồng loạt nhìn lại về phía người thanh niên kia, chỉ thấy hắn nằm trên mặt đất, toàn thân vặn vẹo không theo quy tắc nào cả, đã không đứng lên nổi nữa. Ngươi, có tư cách làm lão sư của Đào thiếu gia. Nước mắt của thanh niên này sắp chảy ra. Từ khi bắt đầu tu luyện thân thể tới này, lúc nào hắn gặp phải loại chuyện như thế này cơ chứ? Dùng hết toàn lực đánh người ta, đối phương ngay cả đánh giấm cũng không có, ngược lại còn chấn vỡ xương cốt toàn thân hắn, loại phòng ngự này. Đừng nói là hắn, coi như trưởng lão cũng không làm được a. Ngươi còn là người sao? Sớm biết thân thể ngươi có lực phòng ngự mạnh như vậy, đánh chết ta cũng không tìm phiền toái a hát. Còn không bằng vừa rồi ngoan ngoãn lăn ra ngoài, chí ít còn không có tổn thương, hiện tại thì tốt rồi. Xương cốt cả người vỡ thành như vậy, về sau hắn phải làm sao bây giờ? Tu luyện không có tận cùng, mặc dù chúng ta là huyết mạch long tê, thế nhưng cũng không phải là vô địch thân thể. Trương sư cũng đã coi như cho ngươi một bài học, để ngươi biết đạo lý sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân. Than thở một tiếng, ngón tay viên trưởng lão búng một cái, một viên đan dược đi vào trong miệng người thanh niên này. Mới vừa rồi đối phương muốn khiêu chiến Trương Huyền, hắn không có ngăn cản, trên thực tế cũng mang theo tâm lý khảo nghiệm, muốn nhìn một chút xem rốt cuộc thân thể của vị trương sư này như thế nào. Chỉ là nằm mơ hắn cũng không nghĩ tới lại mạnh như vậy. Đan dược vào miệng lập tức tan ra. Sau một lúc lâu, thanh niên này mới khôi phục một chút, giãy giụa lấy đứng lên, trên đầu có mồ hôi ứa ra. Ngươi tu luyện thân thể, hiện tại xương cốt đã vỡ vụn,
đan dược nan y, về sau chỉ sợ thân thể sẽ không có cách nào tu luyện được nữa. Thấy bộ dáng này của hắn, viên trưởng lão than thở một tiếng. Tu luyện thân thể, sợ nhất là xương cốt bị hao tổn, hiện tại xương cốt toàn thân đã vỡ không sai biệt lắm, cho dù có thuốc tốt cứu chữa thì chỉ sợ cũng không có khả năng khôi phục lại như lúc ban đầu. Có thể nói, một thân tu vi của tên này bởi vì một trận chiến này mà trôi theo nước chảy, khó có thể khôi phục. Mặc dù trong tộc có thánh dược chữa thương có thể chữa cho người ta trở nên hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng thanh niên này cũng không tính là hạch tâm, huyết mạch cũng không có tinh thuần như vậy, không có thâm niên sử dụng. Vâng, vẻ mặt người thanh niên này dấp tơ láp bi thương. Thực lực của bản thân hắn ở gia tộc cũng đã không được chào đón, tu vi lại mất, có thể tưởng tượng ra được kết cục sau này nhất định sẽ cực kỳ thê thảm. Được rồi, ngã một lần khôn hơn một chút, đối với ngươi cũng không tính là ăn thiệt thòi. Viên trưởng lão không nói thêm lời nào mà là nhìn về phía Trương Huyền, trong ánh mắt mang theo vẻ bội phục. Trương sư tuổi còn trẻ đã tu luyện thân thể tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh, thực sự khiến cho người ta bội phục. Không biết, có thể hứng thú đến viên gia ta làm khách hay không? Dùng sự lý giải đối với thân thể và tuổi tác của ngươi. Chỉ cần cố gắng không ngừng, việc trở thành khách khanh cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đi viên gia. Hoài Vương gia ở bên cạnh trợn tròn mắt, hô hấp dồn dập. Vô Cương viên gia đại biểu cho cái gì, đám người Trương sư không hiểu, thế nhưng hắn lại rất rõ ràng. Nếu như để cho hắn đi, làm một khách khanh, dù chỉ là một môn nhân bình thường thì nhất định hắn cũng sẽ không có chút do dự nào. Ngay khi hắn cho rằng vị Trương sư này sẽ trực tiếp đồng ý thì lại thấy đối phương lắc đầu, vẻ mặt rất là khinh thường. Không hứng thú. Thân thể chấn động, Hoài Vương gia rất là sốt ruột. Trương sư, người có biết ý nghĩa của việc làm khách khanh Vô Cương viên gia như thế nào hay không? Bất kể nó có ý nghĩa gì thì ta cũng không có hứng thú. Trương Huyền khoát tay áo. Dù có lợi hại hơn nữa thì cũng chính là một hạ nhân mà thôi, hắn muốn trở thành danh sư cửu tinh, gia tộc, thế lực gì đó đều là phù vân. Lại nói, làm khách khanh cho học sinh hắn, hắn cũng không gánh nổi cái danh tiếng này a. Vậy thì đáng tiếc. Thấy hắn cự tuyệt không chút do dự, viên trưởng lão cũng lắc đầu, than thở một tiếng, lại lần nữa nhìn qua. Trương sư, thiếu gia của chúng ta. Quyết định việc đi hay ở của viên đào, vị trương sư này còn chưa mở miệng. Coi như thực lực của hắn thông thiên cũng không thể trói thiếu gia của mình lại a. Ai? Than thở một tiếng, Trương Huyền quay đầu nhìn về phía tên thiếu niên đang ở cách đó không xa. Viên đào, người tới đây một chút. Lão sư. Sửng sốt một chút, viên đào đi tới gần. Dùng tay xoa đầu của mập mạp, trong ánh mắt của Trương Huyền hiện lên vẻ phức tạp. Về đến gia tộc, tu luyện cho tốt, đừng làm hỏng tên tuổi của lão sư. Lão sư. Hai mắt đỏ lên, viên đào quỳ rạp xuống mặt đất. Con không đi, con muốn đi theo phía sau lão sư. Trương Huyền lắc đầu. Người của viên gia nắm giữ truyền thừa huyết mạch Long Tê hoàn chỉnh, có lẽ ngươi nên đi cùng hắn. Như vậy, tu vi cũng có thể tăng trưởng nhanh hơn, tiến bộ càng lớn. Đi theo phía sau ta chỉ sẽ trở thành ràng buộc của ngươi mà thôi. Thân thể viên đào cứng đờ. Tốt rồi, làm học sinh của Trương Huyền không nên lề mề chậm chạp. Đến gia tộc, tranh thủ sớm kích hoạt thể chất một chút, cũng để cho lão sư nhìn thành tựu của ngươi một chút. Trương Huyền khoát tay chặn lại. Mặc dù trong lòng rất không muốn, thế nhưng vẫn nên để cho đối phương đi. Học sinh cũng giống như chim nhỏ, ngày ngày cuốn lấy chân hắn, coi như dạy dỗ khá hơn nữa thì cũng không bằng dương cánh bay lượn, vẫy vùng ở trên bầu trời bao la. Bởi vì, nơi đó mới là thế giới thuộc về hắn. Chỉ có buông tay để cho hắn bay lượn thì hắn mới có thể càng đi càng xa, mới có thể trải qua mưa gió, trở thành cường giả chân chính. Vâng. Thấy thái độ kiên quyết của lão sư, viên đào cắn răng. Viên trưởng lão, người học sinh này của ta có chút ngang bướng, về sau làm phiền ngươi quan tâm nhiều hơn. Sắp xếp viên đào xong, Trương Huyền nhìn về phía viên trưởng lão rồi nói. Trương sư chuyện này. Sắc mặt viên trưởng lão nghiêm túc, lần nữa nhìn về phía người thanh niên trước mắt. Trong mắt tràn ngập vẻ bội phục. Chương 1258, lấy ơn báo oán 2. Tình cảm giữa đối phương và viên đào, hắn đã nhìn thấy ở trong mắt. Dù vậy, biết học sinh có đường tốt để đi mà đối phương vẫn không chút chậm trễ tiến đưa, phần lòng dạ này, phần hiểu biết này, cũng không phải là thứ mà một ít danh sư có thể so sánh được. Chỉ cần không vẫn lạc, tuyệt đối vị trương sư này sẽ tiền đồ vô lượng.
Viên Đào là học sinh thân truyền của ta, về sau nếu như để cho ta biết hắn bị ủy khuất hoặc là không công bằng, ta sẽ đích thân tìm tới Viên gia. Nói xong một câu, khuôn mặt Trương Huyền trầm xuống. Mặc dù thực lực bây giờ của hắn không được, thế nhưng không có nghĩa là về sau không được, nếu đối phương có can đảm ngược đãi Viên Đào, như vậy hắn cũng sẽ không để ý mà đi xem Viên gia này một chút, nhìn xem rốt cuộc nó có lai lịch gì. Yên tâm đi, Đào thiếu gia có cổ mạch hoàn chỉnh như thế, gia tộc chú trọng cũng không kịp, làm sao có thể để người chịu oan ức. Viên trưởng lão cười cười. Long tê cổ mạch hoàn chỉnh như thế, trên vạn năm qua gia tộc chưa từng thấy qua. Bọn họ xem như bảo bối cũng không kịp, làm sao có thể để cho đối phương chịu sự không công bằng cơ chứ. Vậy là tốt rồi. Trương Huyền gật gật đầu, bàn tay duỗi ra, chộp chén rượu trên bàn cách đó không xa rồi nói. Ta kính trưởng lão một chén. Cái này, lần bắt chén rượu này tới thoạt nhìn bình thường không có gì lạ, thế nhưng con ngươi của viên trưởng lão lại co rụt lại, toàn thân chấn động. Trương Huyền cách cái bàn khoảng 1m50, khẽ vươn tay đã tóm lấy được, còn không vận dụng một chút chân khí nào, như vậy đã nói rõ. Cánh tay của hắn trong nháy mắt đã tăng vọt lên khoảng cách ít nhất là nửa mét. Không dựa vào chân khí, cánh tay tăng vọt. Chẳng lẽ là, xương cốt, cơ bắp tu luyện đến bất tử chi cảnh hay sao? Thân thể viên trưởng lão cứng ngắc. Truyền thuyết, thân thể tu luyện đến cảnh giới nhất định, không chỉ cực kỳ cứng rắn mà còn có thể cực kỳ mềm dẻo. Bất kể xương cốt hay là cơ bắp cũng có thể làm ra được chuyện kéo dài trái ngược lẽ thường, thậm chí bị đánh thành bánh thịt cũng đều có thể khôi phục lại như lúc ban đầu. Do đó, loại cấp bậc này cũng gọi là bất tử chi cảnh. Mặc dù không phải là bất tử chân chính, thế nhưng cơ bắp tùy ý kéo duỗi, xương cốt tùy ý chuyển đổi đã rất là nghịch thiên rồi. Coi như là gia tộc bọn họ, cũng chỉ có lão tổ trong truyền thuyết mới có thể làm được điểm ấy. Người thanh niên trước mắt này, không vận dụng bất luận chân khí gì mà cánh tay lại tăng vọt hơn nửa thước, coi như không có đạt tới loại cảnh giới này thì cũng còn cách không xa. 20 tuổi đã tu luyện thân thể tới cực hạn, đạt tới bất tử chi cảnh. Chuyện này làm sao có thể? Người trước mắt này rốt cuộc là quái thai thế nào chứ? Khó trách thanh niên kia lại thất bại, loại thân thể cấp bậc này, xem như hắn cũng còn kém xa AH. Trước đó hắn còn cảm giác đối phương nói tìm tới Viên gia là một câu nói đùa, mà bây giờ, hắn lại không cho là như vậy. Mặc kệ tu vi đối phương như thế nào, thân thể đã đạt đến cảnh giới bất tử. Như vậy thành tựu sau này sẽ không thể hạn lượng, cho dù Viên gia truyền thừa vài vạn năm, là gia tộc siêu lớn. Thế nhưng về sau chỉ sợ sẽ run lẩy bẩy ở trước mặt đối phương. Tràn ngập khiếp sợ, khi lần nữa nhìn lên, chỉ thấy thanh niên trước mắt đã uống chén rượu trong tay xong, lại trở lại mật thất vừa rồi. Khi lần nữa đi ra, trên mặt đã khôi phục vẻ không hề bận tâm như trước. Chúng ta đi. Nói một tiếng, Trương Sư nhanh chân bước ra ngoài. Đi. Đám người Trịnh Dương nhìn Viên Đào một cái, sau đó đi theo sát lão sư. Làm đồng môn lâu như vậy. Cùng tu luyện một chỗ cho nên mọi người đã sớm có quan hệ cực kỳ thâm hậu. Hiện giờ một người đột nhiên rời khỏi, trong lòng ít nhiều cũng có không nỡ. Trương Sư, thấy Trương Huyền nói đi là đi, không chút dây dưa dài dòng nào, viên trưởng lão đang muốn nói gì đó thì chỉ thấy bàn tay của thanh niên cách đó không xa lắc một cái hổ lô rượu đã bay tới. Tiện tay tiếp lấy, ngay sau đó đã nghe thấy thanh âm của đối phương vang lên. Nốt xương cốt toàn thân lại. Sau đó uống bình rượu thuốc này vào, xương cốt toàn thân có thể trở nên hoàn hảo như lúc ban đầu, sẽ không làm ảnh hưởng tới việc tu luyện. Cái này, sửng sốt một chút, viên trưởng lão vội vàng đưa hồ lô rượu cho thanh niên cách đó không xa. Xương cốt của đối phương, vừa rồi hắn đã dùng chân khí để nối xong. Biết rượu thuốc này có khả năng khôi phục thương thế, cho nên hắn không dám do dự mà ngẩng đầu uống vào. Cô cục cục. Rượu thuốc đi vào cổ họng. Một dòng nước ấm lập tức dọc theo bụng dưới lan tràn, xương cốt đứt gãy trước đó lập tức xuất hiện cảm giác tê dại. Sau mấy tức qua đi, không cần chân khí duy trì cũng đã có thể đứng thẳng, thương thế trên người đã trở nên hoàn hảo không chút tổn hại, giống như trước đó không bị qua tổn thương vậy. Cái này, con người hắn co rụt lại, hai mắt người thanh niên này đỏ ửng, kích động tới mức không ngừng run rẩy. Thân thể viên trưởng lão cũng cứng ngắc. Chữa thương, thánh dược, loại dược vật cấp bậc này. Coi như ở trong gia tộc bọn họ cũng vô cùng chân quý, đối phương tiện tay ném ra thứ này, phần ân tình này, thực sự quá lớn. Trương Sư, đa tạ. Thanh niên cũng biết độ chân quý của nó, cho nên lúc này cũng không nhịn được nữa mà trực tiếp quỳ rạp xuống đất.
Vừa rồi hắn mở miệng khiêu khích, ngữ khí cay nghiệt, không những đối phương không có ghi hận mà còn ban cho dược liệu quý giá như thế. Lấy ơn báo oán, lòng dạ như cốc. Đây mới thật sự là phong độ của danh sư. Khó trách có thể khiến cho Đào thiếu gia thể chết cũng đi theo, loại nhân phẩm này, loại khí độ này, khiến cho người ta kính ngưỡng. Hắn ở bên này cảm kích, Viên Đào ở một bên cũng siết chặt nắm tay, nước mắt chảy xuôi xuống phía dưới. Hắn là người khảo hạch kém cỏi nhất, thế nhưng lão sư không chê hắn, lại còn thu hắn làm học sinh. Là lão sư đã khiến cho hắn từ một tên lỗ mãng công pháp gì cũng không có học qua biến thành cao thủ hóa phàm cảnh. Là lão sư vì giúp hắn tìm kiếm dược liệu kích hoạt thể chất mà đã hao phí vô số tâm huyết. Là lão sư vì sửa chữa công pháp cho hắn mà thức trắng đêm không ngủ. Lão sư, yên tâm đi, sau khi về đến gia tộc, nhất định con sẽ cố gắng tu luyện, không cô phụ sự kỳ vọng của người đối với con. Trong lòng Viên Đào thầm phát thệ. Chương 1259, giao dịch hội 1. Tôn Cường, hai ngày này đi tìm chỗ ở, hoàn cảnh phải tốt, cách học viện không xa. Đi ra Hoài Vương Phủ, Trương Huyền quay đầu nhìn về phía Tôn Cường. Hắn là học viên của danh sư học viện, có thể đi vào Sĩ Tử Hải ở lại, đám người Trịnh Dương lại không giống, dựa theo đạo lý bình thường, là không có tư cách ở lại, nguyên nhân chính vì như thế, Hoài Vương đến mời, đám người Hồng Sư mới không chần chờ bao lâu liền đáp ứng. Ở vài ngày không thành vấn đề, nhưng ở lâu, khẳng định sẽ gặp phải chỉ trích, chờ đến lúc đó phiền phức, còn không bằng sớm chuẩn bị, như vậy cũng thuận tiện giảng bài, người càng an nhàn một chút. Vâng, Tôn Cường gật đầu. Hắn là quản gia, đến một chỗ mới ăn ở sinh hoạt, đều thuộc về trách nhiệm của hắn, chỉ cần mọi người an tâm tu luyện là tốt rồi. Lão sư, ta cảm giác sắp đột phá. Giao phó xong, đang muốn về Sĩ Tử Hải, liền nghe thanh âm của Vương Dĩnh vang lên, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy khí tức toàn thân nàng chảy xuôi, chân khí từ huyệt đạo sao động, tùy thời có thể đột phá. Nàng là âm dương cảnh đỉnh phong, một khi đột phá, chính là hóa phàm tứ trọng chọc thanh cảnh. Một tháng này, nàng tu luyện khắc khổ, đã sớm đạt đến đỉnh phong, một mực không tìm được thời cơ, giờ phút này biết trong lòng lão sư khó chịu, tinh thần sao động, thế mà tùy thời có thể xông phá cửa ải. Thiên hùng thú, biết đột phá coi trọng cơ duyên, không thể bị dở dang, tinh thần của Trương Huyền khẽ động, câu thông linh thú ở trên không trung, lập tức chảo một cái, mọi người lăng không mà lên, rơi vào lưng thú. Mấy chục hô hấp sau liền trở lại Sĩ Tử Hải. An bài đám người Trịnh Dương trước ở gian phòng của mình, lúc này mới đứng ở bên người Vương Dĩnh, thủ hộ nàng đột phá. Chọc thanh cảnh, linh hồn, thân thể chọc thanh tách rời, mặc dù có thiên đạo công pháp phiên bản đơn giản hóa, đột phá không thành vấn đề, nhưng muốn làm đến chân khí mượt mà như một, linh nhục giao hòa mà bất tương dung, vẫn còn có chút khó khăn. Biết chỉ có tiếp nhận áp lực đột phá, mới có thể được chỗ tốt lớn nhất, Trương Huyền cũng không ra tay, chỉ thủ hộ thay đối phương. Cô cục cục. Chân khí chạy trồm trong thể nội, huyệt đạo toàn thân mở ra, không ngừng thôn phệ linh khí, đột nhiên Vương Dĩnh hử lạnh một tiếng, khí tức thô to, dọc theo huyệt bách hội trên đầu lâu phun ra ngoài. Ầm ầm. Chọc thanh tách rời, hóa phàm tứ trọng chọc thanh cảnh. Đi đến loại cảnh giới này, giống như thoát thai hoán cốt, cả người Vương Dĩnh tựa như biến thành trường kiếm ra khỏi vỏ, tản mát ra khí tức kinh người. Đây là đột phá trên tâm cảnh. Lông mày Trương Huyền nhảy một cái. Võ giả giống như danh sư, cũng có đột phá ý cảnh, tâm cảnh của người sau, là nhìn rõ phương hướng, mà võ giả, là thiên hướng về chiến đấu. Bình thường đột phá chọc thanh cảnh, coi như thực lực tu vi gia tăng, cũng không khả năng có khí tức bén nhọn như vậy. Rất rõ ràng, đây là đột phá trên tâm cảnh, đạt đến cảnh giới cao hơn. Thanh minh như nước, xích tử như kim. Xích tâm cảnh. Cơ duyên thật lớn. Ánh mắt hắn sáng lên. Cảnh giới võ giả, chân khí thân thể rất trọng yếu, tu luyện đến chọc thanh cảnh, tâm cảnh liền càng trọng yếu. Cái này liên quan đến độ tinh khiết của linh hồn, tâm cảnh bạo tăng, về sau tu luyện liền như rồng vào biển rộng, sẽ càng ngày càng trôi chảy càng nhanh. Người là động vật có suy nghĩ, bất kể tu luyện hay sinh hoạt, có việc vặt vãnh hỗn loạn, liền vĩnh viễn không thể nào làm được lòng không tạp niệm, hết sức chuyên chú. Xích tâm cảnh, chính là bài trừ tất cả tạp niệm, tâm thần như một. Chuyên tâm tu luyện, loại tình huống này, tốc độ tu luyện đâu chỉ nhanh gấp mấy lần. Có thể nói, Vương Dĩnh đi đến loại cảnh giới này, về sau tốc độ tu luyện sẽ càng lúc càng nhanh, vượt xa đám người Trịnh Dương. Mặc dù nha đầu này không muốn nói, nhưng cũng có một cái đầu bảo thủ. Lắc đầu,
Trương Huyền cười khổ. Rất nhiều học sinh, thiên phú của Vương Dĩnh không bằng Triệu Nhã, kiên trì không bằng Lộ Sung, tư duy cấp tiến không bằng Trịnh Dương, giảo hoạt không bằng Viên Đào, đạo lý đối nhân xử thế không bằng Lưu Dương. Nhưng cho tới nay, nàng tiến bộ nhanh nhất, hiện tại càng lĩnh ngộ xích tâm cảnh. Xem ra tâm tư tỉ mỉ, trầm ổn như nước, mới là thiên phú tu luyện tiến bộ lớn nhất. Nàng tu luyện càng lúc càng nhanh, có lẽ rất nhanh sẽ dùng đến công pháp hợp linh cảnh, ta còn không có. Biết đối phương tu luyện đi vào quỹ đạo, không cần tiếp tục thủ hộ, Trương Huyền xoa xoa mi tâm. Mặc dù hiện tại hắn là hợp linh cảnh đỉnh phong, nhưng hợp linh cảnh này, là bởi vì nữ tử áo trắng, lại thêm thủ đoạn vu hồn mới thành công đột phá, mà trong đầu, lại không có hình thành thiên đạo bí tịch. Nhất định phải nắm chặt thời gian tìm kiếm, nếu không, Vương Dĩnh đột phá lần nữa, mình làm lão sư, sẽ đối mặt với cục diện vô công truyền thụ. Không tiếp tục để ý tu luyện của mấy học sinh, hắn nhấc chân ra khỏi phòng. Hồng sư, công pháp bí tịch của hợp linh cảnh cùng kiều thiên cảnh, có thể tìm tới không? Tìm được Hồng sư, Trương Huyền hỏi. Công pháp bí tịch, có thể tìm một chút, ngươi muốn bao nhiêu? Hồng sư sững sờ. Càng nhiều càng tốt. Trương Huyền gật đầu. Ngươi chờ ta một chút, ta đi xem. Hồng sư đi ra ngoài, không lâu sau liền trở về, cầm mấy chục bản thư tịch. Tổng cộng 40 bộ bí tịch hợp linh cảnh, kiều thiên cảnh chỉ có 3 quyển. Mặc dù không biết đối phương muốn những bí tịch này làm gì, nhưng hắn vẫn tìm tới một ít. Huyễn Vũ Đế Quốc thông qua khảo hạch tới chỗ này 50 vị thiên tài, cơ bản đều là hợp linh cảnh, loại công pháp cấp bậc này, tìm ra không khó, nhưng kiều thiên cảnh liền không quá dễ dàng. Cũng chỉ tìm tới mấy quyển ở trên thân đám người phùng sư, la sư. 40 bộ. Đưa tay xẹt qua, Trương Huyền lắc đầu. Đối với những người khác, 40 bộ tuyệt đối là phong phú, nhưng đối với hắn, muốn hình thành thiên đạo công pháp, còn thiếu rất nhiều. Chương 1260, giao dịch hội 2. Đi nơi nào có thể tìm được càng nhiều càng tốt. Trả thư tịch lại cho Hồng sư, Trương Huyền nhịn không được hỏi. Ngươi, đến cùng cần bao nhiêu bản? Thầy 40 bản cũng không đủ, Hồng sư giật nảy mình. Nhiều công pháp như vậy, coi như hắn muốn xem xong, không có mấy tháng cũng làm không được, thế mà còn chưa đủ, rốt cuộc muốn bao nhiêu? 1000 bản trở lên. Trương Huyền nói. 1000 bản. Lảo đảo một cái, Hồng sư suýt chút nữa ngã sấp xuống. Mặc dù Khổng sư sáng lập danh sư đường, đủ loại công pháp tầng tầng lớp lớp, như măng mọc sau mưa, nhưng muốn tìm được hơn ngàn bản khác biệt cũng rất khó. Dù sao, mỗi một bộ công pháp đều ngưng tụ toàn bộ tâm huyết của một người tu luyện, không phải rau cải trắng, chỉ cần hạt giống nhiều, có người chăm sóc, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Không sai, người biết chỗ nào có thể tìm được không? Không để ý tới đối phương khiếp sợ, Trương Huyền nói. Cái này, thấy đối phương không có nói đùa, Hồng sư xoa xoa mi tâm. Danh sư học viện khẳng định có, đừng nói mấy ngàn bản, hơn vạn bản cũng có thể tìm tới. Danh sư học viện, hội tụ danh sư thiên hạ, đủ loại công pháp, bí tịch, đừng nói mấy ngàn, hơn vạn cũng có thể tìm tới, chỉ là hiện tại Trương sư còn không phải học sinh chính thức của học viện, càng không có học phần, muốn xem sách, khẳng định là làm không được. Đúng rồi. Thì thầm một hồi, đột nhiên ánh mắt Hồng sư sáng lên. Mấy ngày nay tân sinh có giao dịch hội, cũng có bán ra công pháp bí tịch, có thể đi qua nhìn một chút, sĩ tử hải nhiều tân sinh như vậy, tìm chừng 1000 bản hẳn không khó lắm. Giao dịch hội. Trương Huyền sững sờ. Tân sinh từ các đại đế quốc đến đây, cơ bản đều có công pháp tu luyện thuộc về mình, cũng mang theo đặc sản thuộc về quốc gia mình, trước mấy ngày khảo hạch, sẽ tổ chức giao dịch hội. Một là để mọi người quen biết một chút, thứ hai cũng có thể giao lưu vật tư, kinh nghiệm tu luyện, làm cho tất cả mọi người đều tiến bộ, dễ dàng thông qua khảo hạch hơn. Hồng sư nói, tốt, giao dịch này sẽ ở nơi nào, đi qua nhìn một chút. Nghe được còn có thịnh hội như thế, ánh mắt Trương Huyền sáng lên. Ngay trên thuyền ở giữa sĩ tử hải giao dịch. Hồng sư chỉ, ở giữa sĩ tử hải là một hồ nước lớn, vốn cho rằng chỉ là dùng thưởng thức. Không nghĩ tới chỗ giao dịch lại bố trí ở phía trên. Đi ra tiểu viện, đi đến bên hồ, chỉ chốc lát liền tới gần, mặc dù đã vào xuân, nhưng hàn ý mùa đông còn không có triệt để tiêu tán, gió nhẹ dọc theo mặt hồ thổi tới, mang theo ý lạnh thấu xương. Dọc theo mặt hồ nhìn vào trong, bên ngoài mấy ngàn mét quả nhiên thấy một lâu thuyền cự đại vắt ngang trong đó, từ xa nhìn lại, dòng người như thoi đưa, nhiều vô số kể. Nơi đó có thuyền nhỏ đưa đò.
khoảng cách mấy ngàn mét, không có con đường, Hồng Sư nhìn quanh hai bên một vòng, lập tức thấy được một thuyền nhỏ đưa đò, hai người đi tới. Đi giao dịch hội cần bao nhiêu linh thạch? Đi tới gần, Hồng Sư hỏi. Một linh thạch trung phẩm. Đưa đò chính là một vị lão giả, mí mắt nhấc lên nói. Một linh thạch trung phẩm, ngươi đoạt a hát. Con mắt Trương Huyền trợn tròn. Chỉ chút khoảng cách ấy, một linh thạch hạ phẩm cũng cảm thấy quý, lại muốn một trung phẩm, tên này quá hắc đi. Đoạt, nếu như cảm thấy mắc, có thể đạp nước đi qua a hát. Đây là sĩ tử hồ, bên trong linh thú hóa phàm thất, bát trọng chỗ nào cũng có, chết đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Dường như đã sớm nhìn quen loại tràng diện này, lão giả cười nhạt một tiếng. Trên lục địa có linh thú, trong nước càng nhiều, thậm chí chủng loại so với trên lục địa còn muốn phức tạp. Hồ nước khổng lồ như vậy, nắm giữ rất nhiều linh thú cấp cao, hóa phàm thất, bát trọng không tính là gì. Tu vi đến hợp linh cảnh, coi như không thể phi hành, đạp nước mà đi cũng không khó khăn, chỉ là... Nếu trong hồ có linh thú, liền không dám làm như thế, hơi không cẩn thận liền có khả năng bị nuốt, thần tiên khó cứu. Cái này... Hồng Sư trần chờ một chút, đang nghĩ có nên ngồi thuyền hay không, chỉ thấy một linh thạch trung phẩm rơi vào trong tay lão giả, ngay sau đó hai bóng người nhoáng một cái, rơi vào trên thuyền. Nhà đò, lái thuyền. Định thần nhìn lại, không phải người khác, chính là Phong Sư huynh cùng thanh niên trước kia bị Trương Huyền một chỉ đánh tan. Đứng trên thuyền, nhìn mái chèo trong tay lão giả, đẩy ra mặt nước, chậm rãi tiến lên, vẻ mặt thanh niên cười nhạo nhìn lại. Một linh thạch cũng luyến tiếc, còn muốn đi giao dịch hội. Vị Trương Sư này ở trước mặt mọi người, một ngón tay đánh bại Phong Sư huynh của hắn, mặc dù hạ thủ lưu tình, nhưng cũng để hắn rất mất thể diện, do đó, trong lòng hắn vẫn có ý kiến rất lớn. Lúc này thấy Trương Sư thực lực như thế, lại ngay cả một linh thạch trung phẩm cũng không bỏ được, lập tức mở miệng chế giễu. Bất quá lời còn chưa nói hết, liền thấy hai người ở trên bờ lăng không nhảy một cái. Hô! Rơi vào trên lưng một con thiên hùng thú to lớn. Linh thú to lớn, cánh màu tím khẽ vỗ, mặt nước dập dờn ra tầng tầng gợn sóng, thổi đến thuyền nhỏ run rẩy, suýt chút nữa lật rơi, thời gian nháy mắt liền biến mất, bay về phía lâu thuyền. Chương 1261, hồi đoái 1. Tử dực thiên hùng thú nửa bước hóa phàm cửu trọng. Nheo mắt nhìn, Phong Sư huynh cùng thanh niên đồng thời ngây người. Bọn họ đều là hóa phàm ngũ trọng, cho dù có thú sủng phi hành, cũng nhiều nhất là kiều thiên cảnh, loại cấp bậc này, phi hành ở trên mặt hồ, đồng dạng sẽ bị linh thú hóa phàm thất, bát trọng trong nước đánh lén giết chết. Mà thiên hùng thú này liền không giống, nửa bước cửu trọng, một thân huyết khí kinh người, dám tìm phiền toái, đoán chừng còn không có đả thương người, liền bị giết chết rồi. Quả nhiên, ý nghĩ này còn không có kết thúc, chỉ thấy dưới nước có một con cá lớn hóa phàm bát trọng nhảy ra, há miệng cắn xé, muốn nuốt ăn hai người Trương Huyền, kết quả còn chưa tới gần. Liền bị sớm phát hiện, một chảo đánh xuống, bóp chết tại chỗ, nội đan bị nắm ở trong lòng bàn tay. Hắn, tại sao có thể có thú sủng cường đại như vậy? Nuốt ngụm nước bọt, Phong Sư huynh chỉ cảm giác thanh âm của mình khàn khàn. Hắn không phải mới là hợp linh cảnh sao? Thuần phục linh thú nửa bước cửu trọng làm sủng vật, làm sao có thể? Vốn đối phương không muốn tốn một linh thạch trung phẩm, để hắn cướp được thuyền, còn có chút đắc ý, cảm thấy vượt qua một bậc, giờ mới hiểu được. Loại đắc ý này là buồn cười biết bao. Có thú sủng lợi hại như thế, có thể trực tiếp bay qua, ai còn đi ngồi đò. Đừng nói đưa tiền, lại cho tiền cũng không ngồi a hát. Phong Sư huynh, ngươi nhìn, sao bọn họ không đi về phía trước? Đang khiếp sợ, liền nghe thanh âm gấp gáp của thanh niên vang lên, ngẩng đầu nhìn, quả nhiên thấy Trương Sư ngồi tử dực thiên hùng thú, đứng ở trên không trung, cũng không vội bay về phía trước. Ngồi linh thú phi hành. Không phải là vì tới giao dịch càng nhanh hội sao? Đậu ở chỗ đó làm gì? Tràn đầy nghi hoặc, chỉ thấy cánh của thiên hùng thú vung ra, thẳng tắp vọt xuống, đi tới mặt nước, móng vuốt bỗng nhiên tìm tòi xuống phía dưới. Phần phật, lại một linh thú hóa phàm thất, bát trọng bị nắm lên, bóp chết tại chỗ, lấy đi nội đan. Làm xong những chuyện này, thiên hùng thú lơ lửng trên không trung lần nữa, chờ một hồi, lại chộp tới một bên khác. Bọn họ đây là... Đi săn. Hai người tính cả người chèo thuyền nhìn nhau, tất cả đều suýt chút nữa khóc. Đối với người khác, mặt hồ này chính là địa phương sát lục, không dám tùy tiện đi loạn, tên này ngược lại tốt, làm thành tụ bảo bồn, chạy tới câu cá. Tử dực thiên hùng thú, sao có thể bắt được linh thú trong nước? Ngoài khiếp sợ,
càng nhiều hơn chính là không thể tưởng tượng nổi. Thực lực của Tử Dực Thiên Hùng thú mạnh là không thể phủ nhận, nhưng thực lực mạnh hơn nữa, cũng chỉ là bá chủ trên bầu trời, linh thú trong nước có phương thức sinh tồn của mình, đánh không lại, chạy trốn vẫn rất dễ dàng. Làm sao sẽ một chảo một cái chính xác? Thật giống như sớm biết linh thú trong nước sẽ chạy qua nơi nào, một khi ra tay, tuyệt không sai lệch. Làm sao làm được? Đúng vậy, trọng yếu nhất chính là, coi như thiên hùng thú rất lợi hại, muốn giết chết linh thú hóa phàm bát trọng, cũng không có dễ dàng như vậy a. Nửa bước cửu trọng, coi như vượt qua bát trọng, cũng không có khả năng mạnh hơn quá nhiều, nhất là linh thú, phòng ngự cực mạnh, chiến đấu mấy chiêu còn có thể làm được, nhưng một khi Tử Dực Thiên Hùng thú ra tay, liền có thể lập tức tìm được linh thú trong nước, một chiêu mất mạng. Cái này quá lợi hại đi. Bên này khiếp sợ khó mà tin được, Trương Huyền ở trên lưng thú, nhìn nội đan trong tay hài lòng gật đầu. Đi giao dịch hội mua đồ là cần vốn liếng, hiện tại hắn một nghèo hai trắng, sạch sẽ trơn tru, đã có nhiều linh thú muốn vọt qua tìm cái chết như vậy, đương nhiên sẽ không buông tha. Nội đan của linh thú hóa phàm bát trọng, có thể làm dược tài, cũng có thể bố trí trận pháp, thậm chí còn có thể dùng tu luyện, có giá trị không nhỏ. Còn vì sao tìm được những linh thú này, có thiên đạo thư viện trong tay, chỉ cần bọn chúng muốn công kích, tìm tới vị trí cùng thiếu sót, là đơn giản đến cực điểm. Chỉ điểm thiên hùng thú không ngừng đi săn, không đến nửa canh giờ, liền săn giết mười mấy hóa phàm bát trọng cùng hơn 20 con thất trọng, nội đan chất một đống trong chữ vật giới chỉ. Linh thú hóa phàm thất bát trọng trong hồ đã bị săn giết không sai biệt lắm, đi giao dịch hội a. Lại xoay vài vòng, không có phát hiện có linh thú ngoi đầu lên, Trương Huyền không tiếc nuối khoát tay áo. Mặc dù linh thú trong nước rất nhiều, nhưng trong phạm vi nhất định cũng chỉ có số lượng nhất định, chịu không được hắn săn giết như vậy a hát. Nửa ngày này, thiên hùng thú đã giết sạch không sai biệt lắm, mặc dù còn cũng là số ít, trốn còn không kịp, con nào dám ngoi đầu lên. Không có linh thú tìm phiền toái, biết tiếp tục chờ đợi cũng không có ý nghĩa, thiên hùng thú mở cánh, thẳng tắp bay về phía lâu thuyền của giao dịch hội. Không lâu sau, Trương Huyền, Hồng Sư Tung người rơi ở trên thuyền. Thuyền rất lớn, chừng mấy trăm mét, trong khoang thuyền rộng lớn, từng cái quầy hàng giao bán, đủ loại vật tư cái gì cần có đều có, dòng người như thoi đưa, cực kỳ náo nhiệt. Thấy không, hai gia hỏa kia chính là ngồi Tử Dực Thiên Hùng thú, đi săn ở trên mặt hồ. Người khác sợ cái hồ kia như rắn rết, vậy mà thành bãi săn. Tên này thật là tân sinh. Không phải tân sinh không vào được đây à. Thú sủng, cần bản thân câu thông mới có thể phối hợp, cho dù có trưởng bối hỗ trợ thuần phục, cũng phải từ nhỏ cùng nhau lớn lên, mới có thể phối hợp thân mật vô gian như thế. Thiên hùng thú này, tuổi thọ vượt qua 200, đối phương chưa tới 30, khẳng định là bản thân thuần phục. Đúng vậy, tu vi không đến hóa phàm lục trọng, nhưng thuần phục một linh thú nửa bước cửu trọng. Lúc nào linh thú dễ thuần phục như vậy? Tử Dực Thiên Hùng thú tùy ý đi săn ở trên mặt hồ, mọi người trong giao dịch hội đều biết, lúc này thấy hai người xuất hiện, từng cái mở to hai mắt nhìn, giống như nhìn quái vật. Có thể đến giao dịch, đều là thiên tài danh sư của các thế lực lớn, nhãn lực không yếu, tự nhiên có thể nhìn ra Thiên Hùng thú là thú sủng do Trương Huyền thuần phục. Chỉ là, một tiểu tử hợp linh cảnh, thuần phục một linh thú nửa bước cửu trọng, đánh vỡ đầu cũng nghĩ không ra đến cùng là chuyện gì xảy ra a. Chênh lệch quá lớn. Chương 1262, hối đoái 2. Cái này giống như con kiến thuần phục thần long, để cho người ta khó có thể tin. Đoán chừng là, Tử Dực Thiên Hùng thú kia bị trọng thương, hắn ở dưới cơ duyên xảo hợp cứu, nhận được cảm kích. Có khả năng. Khiếp sợ một hồi, một cái thuyết pháp xông ra. Tu vi thấp, thuần phục linh thú cấp cao, cũng không phải không tồn tại, nhưng mà cần vận khí cực lớn. Hừ, một tiểu gia hỏa vận khí tốt mà thôi. Rõ ràng những chuyện này, vẻ kinh ngạc dần dần biến mất. Danh sư, cuối cùng vẫn phải dựa vào thực lực, vận khí tốt, nhiều nhất một hai chuyện thuận lợi, đến học viện, vẫn phải có thực lực mới có thể nói chuyện. Trương sư, làm sao bây giờ? Không nghĩ tới sẽ náo ra động tĩnh lớn như vậy, vừa tới giao dịch hội liền bị nhiều người nhìn chằm chằm, Hồng sư nhịn không được có chút khẩn trương. Không có việc gì. Cười cười, cổ tay của Trương Huyền khẽ đảo. Một viên nội đan linh thú xuất hiện ở trong lòng bàn tay, nhìn quanh một vòng, thanh âm vang lên. Nội đan linh thú hóa phàm thất trọng, đổi lấy công pháp hợp linh cảnh tu luyện, chỉ cần phù hợp, một bản đổi lấy một viên. Một bản đổi một viên, Trương sư. Thân thể Hồng sư nhoáng một cái, thiếu chút nữa ngất đi.
đây cũng quá rẻ đi. Mặc dù vừa rồi Tử Dực Thiên Hùng thú cực kỳ uy vũ, nhưng cũng chỉ lấy được mấy chục viên nội đan mà thôi, thật muốn một bản đổi một viên. Đổi không được mấy quyển liền hết, còn không phải lỗ chết. Ngươi nói là thật. Chỉ cần là công pháp hợp linh cảnh, kiều thiên cảnh tu luyện, liền có thể đổi. Quả nhiên, nghe nói như thế, mọi người chung quanh xem náo nhiệt, ánh mắt tất cả đều sáng lên, từng cái không thể tin được. Thế giới này danh sư san sát, đủ loại công pháp tầng tầng lớp lớp, rất nhiều cũng không tính công pháp độc môn, không phải bí mật gì, chỉ cần siêu tập, pháp quyết tu luyện cùng một cảnh giới, mấy ngàn bản, hơn vạn bản vẫn là rất dễ dàng tìm được. Không ít danh sư, đều sửa sang lại không ít công pháp mình siêu tập qua, học những điểm mạnh của người khác. Do đó, những công pháp này đối người khác rất chân quý, nhưng đối với danh sư, lại không đáng giá thế nào, một bản liền có thể đổi một viên nội đan hóa phàm thất trọng, tuyệt đối là kiếm lợi lớn. Lấy tín dự của danh sư đảm bảo, già trẻ không gạt. Còn bí tịch kiều thiên cảnh, một viên nội đan hóa phàm bát trọng đổi một bản. Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng. Bất quá, điều kiện tiên quyết là phù hợp, không thích hợp, ta không cần. Các ngươi yên tâm, mặc kệ phù hợp hay không phù hợp, ta sờ một chút liền có thể xác định, không cần đọc tên sách cùng nội dung. Không thích hợp, tuyệt sẽ không mở thư tịch, do đó, không cần lo lắng công pháp của các ngươi dò gì. Cho dù là thích hợp, ta cũng nhìn một lần liền sẽ trả lại, sẽ không lấy bản gốc của các ngươi, thậm chí sẽ không sao chép. Không thích hợp không mở ra, không nhìn, thích hợp cũng không lấy. Chỉ nhìn một lần liền đổi nội đan hóa phàm thất trọng cùng bát trọng. Quá có lời. Nghe được Trương Huyền nói, con mắt tất cả mọi người đều tỏa ánh sáng. Bí tịch không mở ra là không cách nào quan sát, vốn còn chút lo lắng công pháp tiết lộ, từng cái liền mặt đầy hưng phấn. Ta chỗ này có 22 bản công pháp hợp linh cảnh, ngươi xem một chút có thích hợp hay không. Trong tiếng nghị luận, một danh sư đi tới, cổ tay khẽ đảo, lấy ra một đống thư tịch. Trương Huyền cười nhạt một tiếng, ngón tay quẹt ở phía trên một chút, lắc đầu. Thực sự không tiện, thư tịch của ngươi, không có ta thích hợp. Không có thích hợp. Hối đoái không thành, danh sư kia có chút thất vọng, nhịn không được lắc đầu lui trở về. Hắn lui lại, mọi người chung quanh thấy cảnh này, toàn bộ đều gật đầu. Đối phương nói không sai, quả thực chỉ sờ soạng một chút, không có lật xem. Sờ một chút, người lợi hại hơn nữa. Cũng không biết trong đó có nội dung gì đi. Công pháp sẽ không dò gì, không có gì có thể lo lắng. Ta tới. Tiền tài động nhân tâm, nội đan hóa phàm thất, bát trọng thực quá hấp dẫn người, rất nhanh mọi người cũng nhìn không được nữa, nhao nhao lấy ra bí tịch, đi lên phía trước. Chỉ chốc lát, trước mặt Trương Huyền liền chất đống công pháp bí tịch như núi. Bất quá, trải qua hắn chạm đến, chỉ tìm ra hai quyển thích hợp. Đương nhiên hai quyển này, cũng là hắn thuận miệng nói, nếu như đều không thích hợp, độ khó quá lớn, mọi người mất đi hứng thú, sẽ không có cách nào tiếp tục. Thực không tiện, hôm nay chỉ tới đây thôi, không bằng chư vị trở về tìm tiếp, ngày mai bắt đầu, công pháp kiều thiên cảnh, hối đoái hai viên nội đan linh thú hóa phàm bát trọng. Một canh giờ sau, Trương Huyền ngừng lại, tràn đầy xin lỗi nhìn chung quanh. Công pháp hợp linh cảnh đã siêu tập không ít, kiều thiên cảnh giải rác mấy quyển. Nhìn xem ngày mai có thể siêu tập nhiều chút hay không. Chương 1263, Hồng Trần Đạp Thiên Bộ bản đầy đủ một. Một bản đổi hai viên nội đan hóa phàm bát trọng. Nếu thành công liền phát tài. Đúng vậy, dù sao hắn chỉ nhìn một lần, bản độc nhất hay không không trọng yếu, ngày mai ta liền sao chép mấy phần công pháp kiều thiên cảnh của tông môn tới. Ta cũng đi. Nghe được Trương Huyền hứa hẹn, mọi người hừng hực, thậm chí đồng loạt vây quanh hai người may mắn. Nhìn xem rốt cục là loại hình công pháp gì, lọt vào pháp nhãn của Trương sư kia. Chúng ta đi thôi. Không tiếp tục để ý mọi người náo nhiệt kích động, nhìn Hồng sư gật gật đầu, thân thể nhảy lên, lần nữa đạp vào lưng thú, thẳng tắp bay đi. Nhìn thấy hắn đạp thú mà đi, mà nhóm người mình chỉ có thể khổ bức ngồi đò, mọi người tràn đầy hâm mộ. Người cùng người, quả nhiên là có khoảng cách. Nhất là Phong sư huynh cùng thanh niên kia, càng sắp muốn khóc. Bọn họ đến nơi này vốn là định bán đồ, kết quả, tất cả mọi người bị Trương sư kia hấp dẫn, đồ vật bọn họ bày một ngày đừng nói không có người hỏi, ngay cả nhìn cũng không có người nhìn. Buồn bực sắp hộc máu. Hết cách rồi, thấy đám người Trương Huyền rời đi, đành phải xám xịt ngồi đò trở lại Sĩ Tử Hải, không dám tiếp tục đi ra, quá con mẹ nó đả kích. Liên tục ba lần, thật hoài nghi tiếp tục nữa, sẽ đập đầu chết tại chỗ này.
Trở lại chỗ ở, tu luyện thiên đạo công pháp hợp linh cảnh lại từ đầu một lần, để chân khí trong cơ thể càng thêm tinh thuần, càng thêm vững chắc, lúc này mới sửa sang công pháp lại, truyền cho mấy học sinh. Lúc này Vương Dĩnh cũng từ trong đột phá tỉnh táo lại, trong cơ thể chọc thanh tách rời, khí lực 10 phần. Thấy nàng lại đi trước một bước, đám người Trịnh Dương, Lưu Dương tràn đầy gấp gáp muốn đuổi theo. Lão sư tổng cộng có 6 thân truyền, Triệu Nhã, Lộ Sung sớm đã đi, hiện tại Viên Đào cũng đi đại gia tộc tiếp nhận truyền thừa, bọn họ lại không nhanh chút, thật cũng chỉ có thể uống gió Tây Bắc, làm thứ nhất đếm ngược. Biết tâm tình của bọn hắn, Trương Huyền lại nhằm vào mỗi người thiếu hụt, kỹ càng giảng giải một phen. Làm xong những chuyện này, đã đến nửa đêm. Ngủ một giấc thức dậy, ngày thứ hai Trương Huyền lại đi giao dịch hội, lần này tất cả mọi người chuẩn bị không ít công pháp kiều thiên cảnh chờ đợi trao đổi. Cùng giống như hôm qua, tùy tiện tuyển một bản, hấp dẫn tính tích cực của mọi người, cái khác liền nói không thích hợp, mà trong đầu thì điên cuồng siêu tập. Không đến 2 ngày liền siêu tập hơn 700 bản, mặc dù còn không thể hình thành thiên đạo công pháp hoàn chỉnh, nhưng hy vọng đã rất gần. Chơi đùa một ngày, lại ước định 3 viên nội đan hóa phàm bát trọng đổi lấy một bản, dẫn đến mọi người hưng phấn như nước thủy triều. Mặc dù hắn ném ra lợi dụ rất lớn, nhưng có thể lấy ra công pháp kiều thiên cảnh, lại càng ngày càng ít. Dù sao đại bộ phận những người này đều là thiên tài của nhị đẳng đế quốc, mặc dù kiều thiên cảnh ở nhất đẳng đế quốc không tính quá cao, nhưng ở quốc gia bọn họ, đã sắp đến đỉnh phong, cho dù có bí tịch, cũng sẽ không quá nhiều. Do đó, ngày thứ ba chơi đùa một ngày, cũng thu không đến 200 bản. Hơn 200 bản cộng thêm hơn 700 bản trước đó, khoảng cách 1000 đã không xa. 1000 bản, chỉ là một phạm vi có thể thành công, công pháp cao cấp mà nói, mấy trăm quyển cũng có thể hội tụ thành thiên đạo công pháp, đang định tụ lại những công pháp này, thử xem có thể thành công hay không, liền nghe một thanh âm mang theo chờ mong vang lên. Ta không có công pháp tu luyện, chỉ có một bản võ kỹ. Ngươi nhìn được hay không? Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một thanh niên, vẻ mặt mong đợi nhìn qua. Ta thật sự cần gấp nội đan của linh thú hóa phàm bát trọng. Võ kỹ? Trương Huyền sửng sốt một chút hỏi. Võ kỹ gì, đưa cho ta xem một chút. Tốt. Cổ tay thanh niên khẽ đảo, lòng bàn tay xuất hiện một bản cổ tịch thẻ tre, bộ dáng cổ xưa, xem xét liền biết đã qua vô số năm tháng. Đây là một bản võ kỹ thân pháp, chỉ là, có chút tàn khuyết không đầy đủ. Thanh niên có chút xấu hổ. Quyển sách này, là hắn ở trong một lần thí luyện, trong lúc vô tình lấy được, vốn cho rằng cực kỳ chân quý, kết quả công pháp không trọn vẹn, coi như cầm cũng không cách nào tu luyện, không có chút tác dụng. Lần này cần gấp nội đan hóa phàm bát trọng luyện chế dược vật, nếu như đối phương thật có thể trao đổi thì tốt, không được, vậy cũng không có cách nào. Võ kỹ thân pháp. Nghe được đối phương nói là loại vũ kỹ này, lại không trọn vẹn, Trương Huyền chần chờ một chút, ngón tay đưa tới. Ông! Trong đầu xuất hiện một bản bí tịch. Tiện tay mở ra, chỉ thấy phía trên ghi 4 chữ lớn, đạp tiêu thân pháp. Lật xem nội dung một lần, Trương Huyền nhịn không được lắc đầu. Môn công pháp này, cấp bậc rất cao, giá trị cũng không ít, đáng tiếc giống như đối phương nói, sớm đã tàn khuyết không đầy đủ, coi như thư viện cũng không thể khôi phục như lúc ban đầu, giữ lại cũng không có cách nào tu luyện. Có thể nói, là phế phẩm chính cống. Thứ này cũng muốn đổi lấy nội đan hóa phàm bát trọng. Nghĩ quá nhiều rồi. Lắc đầu, đang muốn cự tuyệt đối phương, một ý nghĩ đột nhiên xông ra. Đúng rồi, cái thân pháp này, có rất nhiều chỗ tương tự Hồng Trần Đạp Thiên Bộ, có thể dung hợp hay không? Hồng Trần Đạp Thiên Bộ, là bí tịch lúc trước hắn ngoài ý muốn lấy được, sưu tập nhiều loại thân pháp sửa sang qua, có thể để cho hắn chưa đến thánh vực, liền có thể phi hành, bất quá cũng có thiếu hụt rất lớn, cái kia chính là tiêu hao chân khí cực lớn, hơn nữa trừ thiên đạo chân khí của hắn là không có biện pháp duy trì. Cho tới nay, đều không tìm được thân pháp bí tịch thích hợp bổ sung thiếu hụt, bản bí tịch không trọn vẹn này có thể hay không? Càng nghĩ càng có đạo lý, tinh thần khẽ động, hai bản bí tịch được đặt ở cùng một chỗ. Hợp, thấp giọng hô một tiếng, ánh sáng lóe lên, một bản thư tịch mới xuất hiện, vội vàng mở ra, hai quyển quả nhiên tạo thành Hồng Trần Đạp Thiên Bộ mới. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1264, Hồng Trần Đạp Thiên Bộ bản đầy đủ 2. Không có thiếu hụt. Lật nội dung trong sách một lần, hai mắt Trương Huyền tỏa ánh sáng. Dung hợp đạp tiêu thân pháp không trọn vẹn với Hồng Trần Đạp Thiên Bộ, triệt để được bổ sung hoàn chỉnh, ba chỗ thiếu hụt trước kia, cũng biến mất không thấy gì nữa.
dựa theo công pháp mới tu luyện, coi như lăng không phi hành, mấy canh giờ cũng sẽ không rớt xuống. Nói cách khác, năng lực phi hành của bí tịch này, đã bằng được thánh giả, sẽ không giống như trước, tùy thời có nguy hiểm từ không trung ngã xuống. Quá tốt rồi! Hai mắt tỏa ánh sáng, nắm đấm không tự chủ được siết chặt. Đây chính là một chỗ dựa lớn, năng lực bảo mệnh gia tăng thật nhiều. Tàn quyển đối với người khác vô dụng, ở chỗ ta, ngược lại có thể tra cứu bổ sung, xem ra sau này có cơ hội, phải thu thập những thứ này nhiều hơn. Ngăn chặn kích động trong lòng, Trương Huyền mỉm cười. Bản tàn quyển này, rơi đến trong tay bất kỳ người nào, đều không có tác dụng, nhưng ở chỗ hắn, liền có thể tra thiếu bù lộ, bổ sung những công pháp khác không đủ. Mặc dù quyển sách này của ngươi vô dụng với ta, nhưng ngươi đã cần nội đan hóa phàm bát trọng như vậy, cùng là danh sư, giúp đỡ lẫn nhau là nên, cho ngươi một viên cũng không sao. Tâm tình thật tốt, thu thư tịch vào nhẫn, Trương Huyền đưa qua một viên nội đan linh thú hóa phàm bát trọng. Bổ sung hồng trần đạp thiên bộ, để nó không có thiếu hụt, chỉ điều này, tàn quyển kia liền đáng giá một viên nội đan. Đa tạ, vốn là không ôm hy vọng, không nghĩ thứ này quả nhiên có thể. Thanh niên hơi đỏ mặt, tràn đầy kích động. Tàn quyển cũng có thể, ta cũng có hai quyển. Ta cũng có công pháp tàn quyển. Thấy vị trương sư kia ngay cả tàn quyển cũng thu, còn cho giá cao, mọi người xem náo nhiệt đều xôn xao. Nương theo thời gian trôi qua, truyền thừa nhiều năm, tông môn nào không có 10 bản 8 bản tàn quyển, thứ này trong mắt mọi người chính là phế phẩm, thế mà cũng có thể đổi tiền. Kẻ trước mắt này cũng quá ngu ngốc đi. Trong nháy mắt, tàn quyển lại trông đầy đất. Ngón tay Trương Huyền xẹt qua, thu vào từng quyển, một lát sau, nhịn không được lắc đầu. Tàn quyển quả thực có thể bổ sung nội dung, nhưng phải có bộ phận chính mới được, ngay cả chủ công pháp cũng không có, sưu tập nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Sưu tập một hồi, lại lấy được không ít công pháp, phát hiện không có tác dụng quá lớn, Trương Huyền liền ngừng lại. Trở lại chỗ ở, bảo người khác không nên quấy rầy, chần chờ một chút liền bắt đầu bế quan. Nhìn xem có thể hình thành công pháp kiều thiên cảnh hay không. Khoanh chân ngồi ở trong phòng, ánh mắt Trương Huyền ngưng lại. Mấy ngày nay sưu tập gần 1000 bản công pháp kiều thiên cảnh, vừa rồi lại kiếm không ít tàn thiên, có lẽ có thể thành công hình thành thiên đạo công pháp. Tinh thần tập trung, trong đầu thấp giọng hô, một quyển sách xuất hiện ở trước mắt. Thiên đạo công pháp kiều thiên cảnh, không có thiếu hụt. Lật một lần, Trương Huyền cười ra tiếng. Vốn cho rằng chỉ có đến học viện, tiêu hao học phần, mới có thể sưu tập công pháp kiều thiên cảnh chỉnh tề, không nghĩ tới sớm hoàn thành rồi. Có công pháp, liền có thể thuận lợi tu luyện tới kiều thiên cảnh, trở thành cường giả hóa phàm lục trọng, từ đó thực lực tăng nhiều. Trước luyện hồng trần đạp thiên bộ. Để thư tịch ở một bên, Trương Huyền cũng không vội vã, con mắt rơi ở trên hồng trần đạp thiên bộ không có thiếu hụt. Bộ võ kỹ này đã tu luyện qua một lần, tu luyện lại sẽ đơn giản hơn không ít. Chân khí vận chuyển ở trong kinh mạch, khí tức cả người Trương Huyền trở nên nhẹ nhàng, ánh mắt cũng càng cao thâm xa xăm hơn. Ầm ầm. Không biết qua bao lâu, một cửa ải trong cơ thể bỗng nhiên nổ tung, cả người cảm giác nhẹ như yến, tựa như lông hồng. Hô! Trương Huyền khoanh chân ngồi dưới đất bay lên, dạo chơi khắp nơi trong phòng. Không hổ là hồng trần đạp thiên bộ không có thiếu hụt, chân khí tiêu hao thật thấp. Cảm nhận được chân khí trong cơ thể tiêu hao, con mắt Trương Huyền tỏa ánh sáng. Trước đó võ kỹ này, chỉ cần bay lên, chân khí thật giống như vỡ đê, coi như gần đây hắn không ngừng khổ tu, cũng cảm thấy tim đập nhanh, mà bây giờ, chân khí trong cơ thể chậm chạp chảy xuôi, giống như dòng suối nhỏ, tiêu hao cực nhỏ, liên tục phi hành mấy canh giờ cũng có thể nhẹ nhõm duy trì. Không chỉ như thế, tốc độ cũng nhanh hơn trước kia không ít, mặc dù kém Tử Dực Thiên Hùng thú rất nhiều, nhưng so với một chút linh thú phi hành hóa phàm 5, 6 trọng, lại không hề yếu. Hơn nữa, nương theo tu vi gia tăng, tốc độ phi hành sẽ càng lúc càng nhanh. Đúng rồi, có thể dung hợp thiên đạo thân pháp hay không? Bay một hồi, đang định hạ xuống nghỉ ngơi, một ý nghĩ xông ra. Hồng trần đạp thiên bộ là một loại thân pháp, thiên đạo thân pháp cũng thế, mặc dù người sau là ở mặt đất chạy băng băng, cái trước phi hành ở trên trời, nhưng cùng thuộc ở thân pháp, có thể dung hợp hay không? Một khi dung hợp, lại có thể sinh ra dạng uy lực gì? Thử một chút. Tinh thần đắm chìm trong thiên đạo thư viện, đặt hai quyển sách ở chung một chỗ. Hợp. Một quyển sách xuất hiện. Cái này. Tiện tay mở ra, nhìn thoáng qua, con mắt của Trương Huyền trợn tròn. Chương 1265,
nhập môn khảo hạch bắt đầu 1. Chỉ thấy nội dung trên thư tịch lung ta lung tung, lời mở đầu không có tiếp sau, đừng nói nội dung, đọc tiếp cũng không nổi, giống như là thiên thư, nhìn lên một cái hai mắt liền choáng váng. Xem ra, vẫn là nghĩ quá đơn giản. Lật hết sách, Trương Huyền bất đắc dĩ lắc đầu, tiện tay ném xuống đất. Hai quyển công pháp này đều là thư viện sàng chọn ra chính xác nhất, lại không cách nào tra nhìn, do đó nội dung hoàn toàn giao hòa, mặc dù thành một quyển sách, nhưng như dầu nước, phân biệt rõ ràng, lung ta lung tung, ngay cả tu luyện cũng không có cách nào tu luyện. Thật giống như bào ngư, sầu riêng, quả sơn trà, dưa hấu, sữa bò, ok. Những vật này ăn riêng đều là mỹ vị, nhưng trộn cùng một chỗ, nồi cũng muốn ném. Xem ra thư viện chỉ có thể lấy ra một loại công pháp, còn làm không được dung hợp công pháp. Lắc đầu, nhịn không được thất vọng, một lát sau, ánh mắt lộ ra vẻ kiên nghị. Thư viện đã không cách nào dung hợp, ta có thể thử một chút hay không? Để hai bộ thân pháp này dung thành một thể. Thiên đạo thư viện, có thể sưu tập công pháp nội dung tương tự, dung hợp thành một cái, thật giống như bột mì hạt tròn, dung hợp thành bột nhão, nhưng bản chất khác biệt, liền không cách nào thành công. Thiên đạo thân pháp cùng Hồng Trần Đạp Thiên Bộ, một cái phi hành, một cái đi lại trên đất, bản chất không giống nhau, do đó, thư viện không có cách nào kiêm dung. Nhưng nó làm không được, không có nghĩa là mình làm không được. Đều là thân pháp, đơn giản một cái ở trên trời, một cái ở dưới đất, chỉ cần xử lý thỏa đáng, có lẽ thật có thể hòa vào nhau, để tốc độ phi hành gia tăng thật lớn. Nghĩ đến điểm này, con mắt Trương Huyền càng ngày càng sáng. Ở trên không trung vận thử chuyển thiên đạo thân pháp một chút. Một hồi nhiệt huyết sôi trào, Trương Huyền cũng không chậm trễ, hít sâu một hơi, người ở trên không trung, phân tâm nhị dụng, vận chuyển thiên đạo thân pháp. Phù phù, còn không có vận chuyển xong, Hồng Trần Đạp Thiên Bộ ở duy trì ở trên không trung, liền không tự chủ được ngừng lại, toàn thân trong nháy mắt cứng ngắc, rầm một tiếng, đầu cắm vào trên mặt đất, đập ra một cái lỗ thủng. Không đúng, mặt mũi bụi bặm, vẻ mặt Trương Huyền biến thành màu đen. Còn tưởng rằng đơn giản, không nghĩ tới căn bản không phải chuyện như vậy. Hiện tại cường độ hồn lực của hắn, phân tâm nhị dụng là cực kỳ đơn giản, nhưng chân khí của hai bộ công pháp, sẽ đi qua cùng một kinh mạch, chân khí va chạm, lực lượng xung đột lẫn nhau. Sau đó liền rớt xuống. Xem ra dung hợp công pháp, liền không dễ dàng như tưởng tượng. Cũng đúng, nếu dễ dàng mà nói, loại pháp quyết này khẳng định đâu đâu cũng có, sẽ không phân ra nhiều loại kỹ càng như vậy. Thử ở thời điểm dùng thiên đạo thân pháp, vận chuyển Hồng Trần Đạp Thiên Bộ một chút. Một lần thất bại, Trương Huyền cũng sẽ không nhụt chí, ánh mắt ngưng lại, thay đổi mạch suy nghĩ. Vừa rồi thi triển Hồng Trần Đạp Thiên Bộ thời điểm, vận chuyển thiên đạo thân pháp, hiện tại trái lại. Có lẽ có thể thành công. Hắn đang dung hợp võ kỹ, bên ngoài phòng, Tôn Cường đi tới, nhìn Trịnh Dương đang luyện thương hỏi. Thiếu gia đâu? Lão sư đang bế quan, không cho phép quấy rầy. Thu thương đứng thẳng, Trịnh Dương phun ra một hơi, như lụa trắng lan tràn nơi xa. Trong khoảng thời gian này không chỉ tu luyện công pháp, võ kỹ cũng không rơi xuống, ở dưới Trương sư không ngừng chỉ điểm, lĩnh ngộ đối với thương cũng càng ngày càng mạnh, thương pháp càng ngày càng lợi hại. Phẩm giai tu vi, so với Vương Dĩnh khẳng định kém xa tít tắp, nhưng sức chiến đấu, có lẽ sẽ không kém quá nhiều. Bế quan. Tôn Cường gãi gãi đầu. Được rồi, nếu như thiếu gia xuất quan, nói với hắn một tiếng, ta đã tìm xong chỗ ở, có thể rời qua. Tìm xong. Thu hồi trường thương, ánh mắt Trịnh Dương sáng lên. Nơi này đâu đâu cũng có danh sư, mặc dù đám người Hồng sư không nói gì, nhưng bọn hắn ở cũng không quen, đã sớm muốn dọn đi rồi. Đừng cao hứng quá sớm, gần đây danh sư học viện không dễ tìm địa phương cho lắm, ta chỉ tìm được chỗ đặt chân tạm thời, một cái tiểu viện, mấy gian phòng, phủ đệ. Chỉ sợ là không tìm được, cho dù có, cũng là giá trên trời. Tôn Cường nói, danh sư học viện hội tụ không biết bao nhiêu cường giả tuổi trẻ của đế quốc, những người này không ít đều có gia thế to lớn, Trương Huyền có thể mang theo học sinh, tìm địa phương ở lại, bọn họ tự nhiên cũng giống như vậy. Có thể nói tất cả gian phòng chung quanh, cơ bản đều bị mua không sai biệt lắm, có tiền cũng mua không được, cho dù có thể mua được. Hầu như đều là giá trên trời, không phải bọn họ có thể gánh vác nổi. Dù sao bọn họ vẫn rất nghèo. Trước có thể sắp xếp lại nói. Trịnh Dương gật đầu. Đúng vậy, có điều đây không phải kế lâu dài, chúng ta ở không có việc gì, vạn nhất lão ra tới, đường đường danh sư trên bát tinh,
làm sao có thể ở tiểu viện nhỏ như vậy? Tôn Cường lắc đầu. Ta vẫn phải thương nghị với thiếu gia một chút, đằng sau làm sao bây giờ? Cảm thán một tiếng, đang muốn nói tiếp, liền nghe gian phòng trước mắt có một tiếng va chạm vang lên, dường như có người ngã xuống đất. Ngươi không phải nói thiếu gia bế quan tu luyện sao? Đây là thanh âm gì? Tôn Cường sững sờ, đang muốn đẩy cửa vào xem đến cùng xảy ra chuyện gì, lại nghe được một tiếng kêu rên, ngay sau đó bức tường trước mắt nhoáng một cái đầu người từ trong mặt tường vươn ra, treo ở phía trên. Lão sư, thiếu gia, thấy rõ ràng bộ dạng của đầu người, hai người sững sờ, còn chưa hô xong, bóng người lại lóe lên, vị thiếu gia, lão sư để bọn hắn tôn kính kia lần nữa bay ra, đâm vào trên tường đối diện, đập ra một cái lỗ thủng. Bành 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 bành. Trương Huyền như bóng ra bị quất bay, qua lại đi loạn ở trên vách tường, gian phòng nguyên bản cực kỳ chắc chắn, qua mấy lần liền oanh, một tiếng sụp đổ. Nhìn thấy một màn trước mắt, Tôn Cường, Trịnh Dương nhìn nhau, khóe miệng co giật. Không phải tu luyện sao? Cái này là làm cái quỷ gì? Tuyệt chiêu gì cần phải không ngừng va đập như thế, cả người đều đụng sưng lên. Hô! Chương 1266, nhập môn khảo hạch bắt đầu 2. Thời điểm bọn hắn đang kỳ quái, chỉ thấy Trương Huyền va sụp gian phòng, đụng ở trên đại thụ, đầu cắm vào, chỉ còn dư hai cái chân, không ngừng run rẩy. Lão sư! Trịnh Dương kịp phản ứng, vội vàng vọt tới, nhổ Trương Huyền từ trên cây xuống, chỉ thấy sắc mặt hắn biến thành màu đen, tràn đầy buồn bực. Lão sư, ngươi không sao chứ? Thiếu gia, không phải là không có tiền sao, đừng nghĩ quẩn a hát. Tôn Cường vội vàng đi tới, hảo tâm an ủi. Khụ khụ. Nghe được lời an ủi, Trương Huyền một hồi buồn bực, khoát tay áo. Ta đi ra ngoài một chuyến. Tôn Cường, ngươi tìm Hồng Sư, bồi thường đồ vật làm hỏng nơi này. Không quản khuôn mặt hai người bọn hắn xoắn suýt, Trương Huyền nhảy lên không trung, thiên hùng thú nghe được tín hiệu bay tới. Một người một thú thừa dịp bóng đêm, thẳng tắp ra ngoài thành. Hắn lại tiếp tục ở địa phương nhỏ như vậy nữa, phá hủy toàn bộ tiểu viện đoán chừng cũng dung hợp không ra, còn không bằng ra ngoài tìm địa phương rộng rãi hơn. Không lâu sau liền đi tới một dốc núi ở ngoài Hồng Viễn Thành. Gió đêm phơ phất, trăng sáng bay lên không, trùng chim hót vang bốn phía, cho người ta một loại khí thức yên tĩnh điềm nhiên. Ở đây đi, khoanh chân ngồi dưới đất. Trước tìm linh thạch khôi phục chân khí vừa rồi tiêu hao, Trương Huyền tiếp tục dung hợp. Bành 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 bành. Rất nhanh, trong núi rừng vang lên thanh âm đầu đụng cây, đụng tảng đá, đồng thời còn kèm theo tiếng kêu thảm thống khổ, liên tiếp không dứt bên tai. Tựa như trong đêm trăng người sói ẩn hiện, lưu lại truyền thuyết kinh khủng. Hôm sau, Trương Sư trở về chưa? Hồng Sư gấp gáp đi qua đi lại. Đêm qua, nghe được thanh âm nhà sụp, mới vừa chạy tới. Liền thấy Trương Sư Lăng không bay đi, cho là hắn đi ra tu luyện, chẳng mấy chốc sẽ trở về, không nghĩ tới một đêm trôi qua, bóng người cũng không có thấy. Hôm nay là thời gian danh sư học viện khảo hạch, một khi bỏ lỡ, lại muốn tiến vào liền không có khả năng. Thiếu gia buổi tối hôm qua đi ra, liền không trở về. Tôn Cường lắc đầu, cũng rất kỳ quái. Thiếu gia này của mình, luôn luôn rất bình thường, sao hôm qua giống như chúng ta, đập đầu vào tường như vậy. Không chỉ như thế, còn cả đêm không về, sẽ không thật sự nghĩ quẩn chứ. Nhìn không được nhìn về phía đám người Trịnh Dương cách đó không xa. Các ngươi hôm qua, ai kích động thiếu gia? Không có a hát. Mấy người Trịnh Dương cũng không hiểu ra sao. Lão sư nói muốn bế quan tu luyện, cái khác chúng ta thật không biết. Hôm qua lão sư về liền nói muốn bế quan tu luyện, sau đó bắt đầu. Đụng cây, còn vì sao, bọn họ thật không rõ ràng. Vậy chuyện gì xảy ra a? Nghe được không người kích động, thiếu gia làm ra cử động kịch liệt như thế, khóe miệng Tôn Cường co giật, đang muốn đi tìm người, chỉ thấy thiếu gia để cho người ta lo lắng, đầy người bụi bặm, vẻ mặt tang thương đi tới. Nhìn dáng vẻ của hắn, căn bản không giống như tu luyện, mà là lăn trên mặt đất một đêm, còn thảm hơn ăn mày. Thiếu gia, ngươi! Tôn Cường vội vàng nghênh đón, mặt mũi lo lắng. Ta không sao. Trương Huyền lắc đầu. Nhìn về phía lão giả cách đó không xa. Hồng sư, chúng ta đi thôi. Ngươi như vậy, thật có thể tham gia khảo hạch. Nhìn thấy bộ dáng của hắn, khóe miệng của Hồng sư cũng co giật. Người khác vì nhập môn khảo hạch, tắm rửa thay quần áo sạch sẽ, tranh thủ cho lão sư khảo hạch cái ấn tượng tốt, ngươi ngược lại tốt. Chật vật như ăn mày, hơn nữa ánh mắt đỏ như máu,
xem ra một đêm không ngủ. Thật có thể khảo hạch sao? Không sao cả. Trương Huyền vẫy tay. Hôm qua thí nghiệm một đêm, chân khí tiêu hao hết 5 lần, người càng bị đụng gần chết, kết quả vẫn như cũ không thành công. Dung hợp võ kỹ, cần đồ vật liên quan nhiều lắm, như hắn, muốn thành công, cũng không phải sự tình một sớm một chiều. Bất quá, mặc dù không thành công, khống chế Hồng Trần Đạp Thiên Bộ lại tinh tế hơn rất nhiều, tốc độ cũng càng thêm mau lẹ, mặt khác, lý giải đối với võ kỹ, cũng đạt tới một cấp độ khác, sức chiến đấu tăng lên không ít. Đáng tiếc là, nghiên cứu dung hợp võ kỹ một đêm, chưa kịp tu luyện công pháp Kiều Thiên Cảnh, thực lực bây giờ vẫn như cũ là hợp linh cảnh đỉnh phong. Vậy thì tốt, đi thôi. Thấy hắn nói không có việc gì, khảo hạch lại chậm trễ không nổi, Hồng Sư không nói thêm lời, hai người leo lên linh thú phi hành chuyên môn của học viện, nhanh chóng bay về phía Lôi Viễn Phong của Hồng Viễn Sơn Mạch. Lôi Viễn Phong cách Sĩ Tử Hải chỉ hơn 200 cây số, không đến một khắc, mọi người liền chậm rãi hạ xuống. Tân sinh đến đây khảo hạch hầu như đều đã tới, từ xa nhìn lại, dòng người cuồn cuộn, không biết bao nhiêu. Học sinh mới của năm nay so với trước kia nhiều hơn mấy lần, chừng 3 vạn người, nghe nói, học viện chỉ tuyển 2 vạn, nói cách khác. Lần khảo hạch này, sẽ đào thải tròn 1 vạn. Hồng Sư thấp giọng, 3 vạn tân sinh, đào thải 1 vạn. Khóe miệng co giật, Trương Huyền trừng mắt, không hổ là danh sư học viện của đế quốc nhất đẳng, thật đáng sợ. Chương 1267, có người muốn đánh cược một. Lúc trước ở Vạn Quốc Thành, lần thứ nhất nhìn thấy nhiều vị danh sư, nhưng cộng lại chỉ hơn ngàn người, danh sư học viện vừa khai giảng, đi đến nửa bước ngũ tinh, tứ tinh đỉnh phong liền có 3 vạn. Suy nghĩ một chút cũng cảm thấy kinh khủng. Bất quá, biết hoàn cảnh địa lý của Hồng Viễn danh sư học viện, liền có thể nghĩ thông suốt. Học viện này là danh sư học phủ duy nhất dưới Phong Hào Vương quốc, tuyển nhận không chỉ học viên ở Hồng Viễn đế quốc, còn có đế quốc nhất đẳng khác. Mấy chục cái đế quốc nhất đẳng, cộng thêm vô số tông môn, danh sư đường, thiên tài danh sư, nhiều vô số kể. Khó trách loại địa phương như Thiên Huyền Vương quốc này được xưng là thượng cổ chi địa, ngay cả danh sư cũng không có, quả thực rớt lại phía sau. Chúng ta không liên minh với thế lực khác, những học sinh này, có thể thông qua khảo hạch, liền dựa vào Trương sư ngươi. Đám người Phùng sư, La sư đi tới gần. Trước đó mặc dù có mâu thuẫn với vị Trương sư này, nhưng tất cả mọi người là danh sư, cùng thuộc một thế lực, đối phương càng cường đại, Huyễn Vũ đế quốc cũng càng cường đại, trải qua những ngày gần đây, mấy người cũng coi như nghĩ thông suốt. Yên tâm đi. Nhìn thoáng qua rất nhiều học sinh chung quanh, Trương Huyền gật đầu. Lần này Huyễn Vũ đế quốc cộng thêm hắn tổng cộng tới 50 vị danh sư, đại bộ phận đều là tứ tinh đỉnh phong, thực lực ở chọc thanh cảnh. Loại thực lực này, ở trong 3 vạn tân sinh, quả thực không tính là xuất chúng, muốn trổ hết tài năng, toàn bộ thông qua, chỉ có thể nói. Rất khó. Nguyên nhân chính là như thế, lúc trước mọi người thương nghị qua mới muốn liên minh với đế quốc nhị đẳng Kim Hải Quốc, vốn nghĩ, coi như không thắng cũng không kém nhiều, có thể không phân chủ phụ, công bằng cạnh tranh, không nghĩ tới, thực lực đối phương mạnh như vậy, bị đánh bại thảm hại, suýt chút nữa biến thành khiên thịt của bọn họ. May mắn Trương Sư ngăn cơn sóng dữ. Không có liên minh, hiện tại chỉ có thể ký thác hy vọng vào trên người Trương Sư, hy vọng hắn có thể dẫn đầu mọi người, thông qua khảo hạch, không nên nửa đường bị đào thải. Đa tạ. Đám người La Sư, Phùng Sư ôm quyền. Đổi lại người khác, lúc trước cản trở như thế, khẳng định sẽ gây khó dễ với bọn hắn, nhưng vị Trương Sư này không có loại ý nghĩ kia chút nào, bất kể phẩm hạnh hay phong độ, đều không phải bọn họ có thể so sánh. Hồi tưởng trước đó làm ra đủ loại, chỉ cảm thấy tràn đầy áy náy, vô cùng xấu hổ. Khách khí. Thấy nét mặt của bọn hắn, Trương Huyền cười cười, đang muốn nói mấy câu khách sáo, liền nghe một thanh âm nhàn nhạt từ nơi không xa vang lên. Đây chính là người đánh bại ngươi. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Phong sư huynh của Kim Hải đế quốc trước đó bị đánh bại, theo sau lưng một thanh niên đi tới. Nói chuyện chính là thanh niên này, thân hình cao lớn, tay chân rất dài. Làn da ngăm đen, trong ánh mắt mang theo lạnh lùng, tựa như có điện mang lưu chuyển. Kiều Thiên Cảnh. Trương Huyền nhíu mày một cái. Đối phương không có che lấp khí tức, lực lượng của Kiều Thiên Cảnh tản ra, như mặt trời chói chang, cho người ta áp lực thực lớn. Kiều Thiên Cảnh, tinh thần cùng tự nhiên hình thành thiên địa chi kiều, càng thân cận tự nhiên, kết hợp tự nhiên, mặc dù hợp linh cảnh cũng không yếu, nhưng ở trước mặt loại cường giả này, liền không có ý nghĩa. Mặc dù thực lực là Kiều Thiên Cảnh, tương đương đám người Lạc Thất Thất, nhưng nhìn huy chương trước ngực,
vẫn như cũ là tứ tinh. Khảo hạch ngũ tinh, kiều thiên cảnh chỉ là điều kiện cơ sở nhất, còn cần có 5 chức nghiệp phụ tu đến ngũ tinh, tâm cảnh khắc độ đạt tới 15. Không. Do đó, năm nhất của danh sư học viện, không ít học viên, thực lực sớm đã đủ rồi, những điều kiện khác không cách nào đi đến, mà chỉ có thể khốn tại nguyên chỗ, không cách nào đột phá. Người trước mắt, rất rõ ràng chính là như vậy. Dù vậy, cũng rất đáng sợ. Không đến 30, hơn nữa chưa vào danh sư học viện liền có loại thực lực này, coi như ở trong rất nhiều tân sinh của lần khảo hạch này, cũng được tính là thiên tài, có thể trổ hết tài năng. Vâng. Phong sư huynh gật đầu. Cái này. Nghe hắn xác nhận, thanh niên nhíu mày. Hắn cùng phong sư huynh kia đã sớm nhận biết, vốn cho rằng người đánh bại đối phương, lại kém cũng là kiều thiên cảnh, thực lực siêu quần, khí chất phi phàm, nhưng tên này, là cái quỷ gì? Toàn thân dơ giấy bẩn thỉu, giống như thật nhiều ngày không tắm rửa, con mắt vằn vện tia máu, vừa nhìn liền biết không nghỉ ngơi tốt, mặc dù trên đầu, trên mặt khôi phục như lúc ban đầu, nhưng vẫn còn có thương thế lưu lại máu ứ đọng. Nếu như đoán không sai, trước đó không lâu có lẽ mới vừa bị đánh đến hoàn toàn thay đổi. Mấu chốt nhất là, mặc dù thực lực là hợp linh cảnh đỉnh phong, nhưng cho người ta một loại cảm giác cũng không cường đại. Đổi lại địa phương khác, loại người bộ dáng này, nhìn cũng không nhìn một cái, lại có thể đả kích bằng hữu mình uể oải suy sụp. Lòng tin bị đánh mất. Sư huynh, đừng coi thường, trương sư, thực lực phi phàm, một ngón tay liền đánh bại ta. Sợ đối phương không tin, phong sư huynh giải thích một câu, chẳng qua nói xong lời cuối cùng, chính mình cũng có chút hoảng hốt. Thật là con hàng này đã thương ta. Làm sao cảm giác thua một tên ăn mày vậy nhỉ? Một ngón tay. Sư huynh lắc đầu, ánh mắt như điện nhìn lại. Ngươi chính là Trương Huyền Trương Sư. Ngươi đánh bại Phong Ngô, có dám so với ta một trận không? So một trận. Lắc đầu, Trương Huyền đang muốn nói mình rất bận, không có thời gian, nhưng nghĩ đến cái gì, hai mắt sáng lên nhìn qua. Có tiền đặt cược không? Đúng lúc tiền bạc hơi thiếu, thuê phòng cũng không có tiền. Nếu có người đưa tiền đến, liền quá tốt rồi. Lúc trước ở Kỳ Chân Lâu lấy được bảo vật, Tôn Cường còn chưa kịp bán liền đến nơi này, hiện tại lại chưa quen cuộc sống ở Hồng Viễn Thành, trong thời gian ngắn khẳng định bán không xong, cẩn thận tính toán ra, trong tay đã không có tiền tiết kiệm gì rồi. Tiền đặt cược. Sư huynh, sững sờ. Không sai, muốn so, không lấy ra tiền đặt cược sao có thể chứ? Trương Huyền vẫy tay. Chương 1268, có người muốn đánh cược hai. Hắn cũng không có thời gian luận bàn giao lưu tình cảm gì, không lấy ra chỗ tốt liền muốn tỉ thí, nào có nhiều thời gian lãng phí như vậy. Ngươi, nhưng biết ta muốn cùng ngươi so cái gì không? Nhíu mày một cái, khuôn mặt của Dư huynh khó coi. Bất kể nói thế nào, tất cả mọi người là danh sư, thuộc về nhân vật có mặt mũi, mới mở miệng liền tiền đặt cược, cũng không tránh khỏi quá mất mặt đi. Hơn nữa, ngươi một hợp linh cảnh, không sợ ta ngược lại cũng thôi, ngay cả so cái gì cũng không biết, liền muốn tiền đặt cược. Ngươi xác định nhất định sẽ thắng. Cuồng vọng. Phách lối. Vốn đối với tên này ấn tượng không tốt, thời gian nháy mắt đã hạ xuống điểm thấp nhất. Quản ngươi đánh cược cái gì, chỉ cần có tiền đặt cược, tùy tiện. Không để ý tới thái độ của đối phương, Trương Huyền khoát tay áo. Ngươi đã tự tin như vậy, ta liền thành toàn ngươi. Lạnh hừ một tiếng, cổ tay, Dư huynh, khẽ đảo, một đống linh thạch xuất hiện ở trước mắt. Đây là 1.000 linh thạch trung phẩm, chỉ cần ngươi thắng, trực tiếp lấy đi. 1.000 linh thạch, Trương Huyền nhìn qua. Không sai, lấy thực lực của ngươi, chắc hẳn chưa thấy qua nhiều linh thạch như vậy đi, có điều, yên tâm, ngươi thua. Ta không cần linh thạch của ngươi, chỉ cần ngươi ở trước mặt tất cả tân sinh, xin lỗi ta vì vừa rồi không lễ phép là đủ. Dư huynh, cười lạnh. Hai tay chắp sau lưng, vẻ mặt ngạo nghễ. Huyễn Vũ Đế quốc ở trong đế quốc nhị đẳng, bản thân liền không quá cao, hơn nữa đối với người vừa mới gặp mặt liền mở miệng ngậm miệng tiền đặt cược. Vừa nhìn liền biết là quỷ nghèo, 1.000 linh thạch trung phẩm, đối loại người này, tuyệt đối là số lượng lớn, cả một đời cũng chưa thấy qua. Xin lỗi, ngươi suy nghĩ nhiều. Thấy đối phương càng nói càng nhiều, Trương Huyền khoát tay áo cắt ngang. 1.000 linh thạch trung phẩm quá phiền phức. Không bằng cược một khối. Một khối, một khối linh thạch trung phẩm, cũng gọi đánh cược, ta tùy tiện cho hạ nhân tiêu phí, cũng không chỉ cái này. Nghe được tiền đặt cược của đối phương chỉ là một khối, Dư huynh, cười lạnh, còn không có nói hết lời, đã cảm thấy Phong Ngô đẩy hắn một chút, nghi ngờ nhìn sang,
con mắt rơi vào trên tay Trương Sư, tròng mắt suýt chút nữa rơi ra hốc mắt. Chỉ thấy trong tay đối phương chẳng biết lúc nào nhiều hơn một khối linh thạch, óng ánh lóa mắt, lóng lánh đến để cho người ta choáng váng. Linh thạch thượng phẩm, bờ môi run rẩy, thân thể, dư huynh, nhoáng một cái. Đúng vậy, một khối linh thạch thượng phẩm. Trương Huyền nhàn nhạt nhìn qua. Dư huynh, mắt tối sầm lại, thiếu chút nữa ngất đi. Mặc dù giá trị bản thân hắn không ít, cũng chỉ có linh thạch trung phẩm. Thượng phẩm, là vật phẩm thánh giả mới có thể giao dịch, tiện tay lấy ra làm tiền đặt cược. Ngươi thật là hợp linh cảnh, thật từ Huyễn Vũ Đế quốc tới. Mới vừa thấy tên này, toàn thân dơ giấy bẩn thỉu giống như ăn mày, còn tưởng rằng là người nghèo rất mồng tơi, nằm mơ cũng không nghĩ tới, vừa ra tay chính là linh thạch thượng phẩm. Ngươi đây là muốn điên à hát. Làm sao, có hay không, không có tiền còn đánh cái gì cược, đi qua một bên chơi, không rảnh phí lời với các ngươi. Thấy tên này mặt mũi run rẩy, Trương Huyền nhếch miệng, vẻ mặt khinh thường. Ngay cả linh thạch thượng phẩm cũng không có, ở đây giả trang lão sói vẫy đuôi cái gì. Nhìn thấy bộ dáng này của hắn, Dư Huynh, Phong Mô đều tức giận đến hai mắt biến thành màu đen. Chuyện này là sao, bọn họ đến tìm phiền phức, làm cho đối phương khó chịu, sao náo loạn nửa ngày, khó chịu thành bản thân mình rồi. Nhất là vẻ mặt đó, như nói các ngươi là quỷ nghèo, ta khinh thường tỉ thí với các ngươi vậy. Tốt, cược thì cược. Tức giận cắn răng, Dư Huynh, hất ống tay áo, khẽ nói. Vậy thì tốt, linh thạch thượng phẩm của ngươi ở đâu? Lấy ra ta xem một chút, nếu không thật muốn quyệt nợ, ta cũng không có cách nào. Thời đại này, người không có tiền còn làm bộ nhiều lắm. Trương Huyền nói. Ngươi, Dư Huynh, siết chặt nắm đấm, biết tức giận với đối phương, là bản thân tự tìm phiền toái, quay đầu nhìn về phía Phong Ngô. Lấy kích không phù của ngươi ra. Dư Huynh, thứ này. Nghe được muốn hắn lấy cái này, Phong Ngô nhíu mày biến sắc, vội vàng vẫy tay. Yên tâm. Ngươi cảm thấy hắn có thể thắng ta. Dư Huynh, hừ một tiếng, hai tay chắp sau lưng, trên mặt lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Ây, vậy được rồi. Vừa nghĩ tới thân phận của Dư Huynh, cùng nội dung lần khảo hạch này, Phong Ngô trần chờ một chút, nhẹ gật đầu, lật bàn tay một cái, một ngọc phù xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Dư Huynh, tiếp nhận ngọc phù, nắm ở trong tay. Viên kích không phù này. Là thánh giả luyện chế, có thể thừa nhận được một chiêu công kích của thánh giả nhất trọng mà không bị thương tổn. Giá trị tuyệt đối bằng một viên linh thạch thượng phẩm. Kích không phù. Trương Huyền đưa ngón tay tới, đụng một cái, lập tức hài lòng nhẹ gật đầu. Thứ này quả thực giá trị một viên linh thạch thượng phẩm, tốt, ta cược. Vậy thì tốt, chúng ta liền cược, một lát nữa thí luyện, ai thành tích cao hơn. Thấy hắn đáp ứng, khóe miệng, Dư Huynh, vung lên. Chương 1269, Mi trưởng lão 1. Thành tích cao. Trương Huyền nhíu mày một cái. Không phải nói muốn khảo hạch săn giết linh thú sao? Thành tích cao là cái gì? Đang muốn hỏi thăm, liền nghe phía trước một thanh âm hùng vĩ vang lên. Yên tĩnh. Tất cả mọi người đều kìm lòng không được dừng lại giao lưu, ngẩng đầu nhìn về phía trước, lập tức nhìn thấy một lão giả đứng lơ lửng trên không. Thánh giả. Trương Huyền nhíu mày. Cũng là phi hành, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, đối phương phi hành là khống chế với tự nhiên, thiên địa công nhận của hắn, mà không phải chân khí thôi thúc. Giống như chim bay cùng khí cầu, người sau là không khí nâng, coi như bất động, cũng có thể phi hành ở trên trời, cái trước một khi đình chỉ vỗ cánh, liền sẽ trực tiếp rơi xuống. Hồng trần đạp thiên bộ giống như chim bay, cần phải không ngừng dùng chân khí thôi thúc, mới có thể vẫy vùng, vị trước mắt rõ ràng không phải, thực lực tất nhiên đạt đến thánh cấp. Tại Hạ Mi Trúc, là trưởng lão học viện, chịu trách nhiệm khảo hạch tân sinh nhập môn lần này. Người trên không trung, ánh mắt nhìn xuống dưới, mang theo ấm áp nhàn nhạt, lão giả nói. Hắn chính là Mi trưởng lão. Nghe được giới thiệu, một tân sinh phía trước Trương Huyền lên tiếng kinh hô. Mi trưởng lão rất nổi danh sao? Một tân sinh khác không hiểu. Hồng Viễn danh sư học viện, có thập đại danh sư, đều đạt đến lục tinh đỉnh phong. Cũng được phong làm thập đại trưởng lão mạnh nhất, chịu trách nhiệm quản lý tất cả mọi chuyện học viện. Vị Mi trưởng lão này chính là một cái trong số đó, người nói nổi danh hay không? Tân sinh thứ nhất hạ giọng nói. Thập đại danh sư. Tân sinh thứ hai trợn tròn mắt. Nghe qua danh sư học viện, liền nghe qua thập đại danh sư, là Hồng Viễn đế quốc, cùng vô số đế quốc nhất đẳng, liên hợp lại cùng nhau, mỗi 50 năm cử hành một lần thịnh hội bình chọn ra,
do danh sư Đường của Phong Hào đế quốc tự mình sắc phong. Thập đại danh sư, nắm giữ địa vị cực cao, coi như hoàng đế bệ hạ của Hồng Viễn đế quốc gặp được cũng phải lấy lễ học sinh đối đãi, hưởng thụ tài nguyên cùng điều kiện chân quý nhất của danh sư Đường. Tất cả học sinh đều lấy có thể đi vào môn hạ của bọn họ vinh quan. Vốn cho rằng danh sư lợi hại như vậy, cách đám người mình rất xa, không nghĩ tới còn không có tiến vào học viện liền gặp được một vị. Đúng vậy, mi trưởng lão là trong thập đại danh sư, phụ tu thuần thú, không nghĩ tới lần này tiến hành tỉ thí săn bắn, hắn lại tự mình ra mặt. Tân sinh thứ nhất cảm khái một tiếng, hưng phấn đến hai mắt tỏa ánh sáng. Thập đại danh sư, là nhân vật trong truyền thuyết, có thể tận mắt nhìn đến, trong lòng kích động khó mà kiềm chế. Một bên, Dư huynh, cũng vẻ mặt trắng bệch, hai mắt hưng phấn mà tỏa ánh sáng. Lần khảo hạch này, chắc hẳn mọi người đã sớm biết, Lôi Viễn Phong trước mắt chư vị, ta để vào vô số linh thú. Cắt ngang mọi người hưng phấn, mi trưởng lão cười cười. Những cái này, đều là loại hung tàn thành tính, nhiều lần đả thương người, chết chưa hết tội. Ta cầm tù chúng ở trong ngọn núi, chư vị có thể đi lên săn giết. Chỉ cần đánh giết một linh thú hóa phàm tứ trọng đỉnh phong, lấy được nội đan, coi như thông qua. Linh thú hóa phàm tứ trọng đỉnh phong. Hung tàn thành tính, nhiều lần đả thương người. Lần khảo hạch này, rất khó. Mặc dù mi trưởng lão chỉ ngắn ngủi hai câu, nhưng mọi người đều là danh sư, trong nháy mắt liền hiểu chỗ mấu chốt, không còn hưng phấn như vừa rồi, thay vào đó là ngưng trọng. Linh thú hình thể to lớn, sức chiến đấu bản thân liền mạnh, linh thú hóa phàm tứ trọng đỉnh phong, coi như đối chiến danh sư hợp linh cảnh cũng không rơi vào thế hạ phong, thậm chí còn có thể thong dong chạy trốn. Tân sinh tới tham gia khảo hạch, đại bộ phận đều ở chọc thanh cảnh đỉnh phong, muốn vượt qua linh thú cùng cấp bậc, khó. Huống chi, đối phương hung tàn thành tính, nắm giữ kinh nghiệm giết người, đả thương người, bất kể ở ý thức hay kinh nghiệm, đều cường đại hơn linh thú không trải qua chém giết rất nhiều. Khó trách phải liên minh. Trương Huyền cũng nhẹ gật đầu. Trước đó hắn một mực kỳ quái, đi săn mà thôi, vì sao phải liên minh, giờ nghe được mới hiểu, không làm như vậy, một, hai người đơn độc hành động, rất dễ dàng bị linh thú vây công, làm không cẩn thận còn có thể chết. Tân sinh nhập môn khảo hạch, có nguy hiểm vẫn lạc. Xem ra danh sư học viện này, quả nhiên như Lạc Thất Thất nói, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, không phải dễ dàng vào như vậy. Thời gian là một ngày, nói cách khác trước khi mặt trời lặn, nhất định phải đạt được nội đan, đồng thời chạy về nơi này. Chỉ có làm được, mới coi như thông qua, làm không được. Thất bại, cũng cho thấy vô duyên với danh sư học viện. Mi trưởng lão tiếp tục nói. Mặt khác, ta nhắc nhở mọi người một câu, trên núi không chỉ có linh thú hóa phàm tứ trọng, còn có ngũ trọng, thậm chí lục trọng, người muốn đi săn giết linh thú, đồng thời cũng phải phòng ngừa bị linh thú săn giết. Tin tức này, mọi người rõ ràng cũng sớm biết được, không quá nhiều ngoài ý muốn. Danh sư, không chỉ sức chiến đấu mạnh, các phương diện đều phải xuất chúng mới được, người đi săn giết linh thú, còn phải phòng ngừa bị linh thú giết chết, vậy thì cho thấy năng lực tổng hợp của một người. Mi trưởng lão, nếu như có thể săn giết linh thú hóa phàm ngũ trọng, hoặc lục trọng, thành tích nên tính toán như thế nào? Buồn bực một lát, một tân sinh nhịn không được nói. Ha ha, hỏi rất hay. Mi trưởng lão vuốt râu. Vậy thì liên quan đến đánh giá thành tích nhập môn của tân sinh. Thành tích cao, sẽ được phân đến trong lớp tốt hơn, tiếp nhận lão sư cấp bậc cao hơn chỉ điểm, thậm chí, quá mức xuất chúng còn có thể được trưởng lão ưu ái. Trưởng lão ưu ái. Mọi người hô hấp dồn dập. Có thể ở danh sư học viện trở thành trưởng lão, ít nhất đều là danh sư lục tinh, nhận được loại người này chỉ điểm, về sau tuyệt đối một bước lên mây, thực lực tăng vọt. Bất kể địa vị hay tài nguyên, chỉ sợ đều có thể hưởng thụ cấp bậc cao nhất, thành tựu vô hạn. Chương 1270, mi trưởng lão 2. Còn đánh giá như thế nào, lại cực kỳ đơn giản, chính là điểm tích lũy. Mi trưởng lão nói. Điểm tích lũy. Mọi người cảm thấy ngờ vực. Không sai, chính là căn cứ săn giết đẳng cấp linh thú, tiến hành điểm tích lũy. Một linh thú hóa phàm tứ trọng đỉnh phong, 1 điểm, một linh thú hợp linh cảnh sơ kỳ, 10 điểm, trung kỳ 20 điểm, hậu kỳ 30 điểm, đỉnh phong 40 điểm. Còn linh thú kiều thiên cảnh sơ kỳ thì 100 điểm, trung kỳ 200 điểm. Cứ thế mà suy ra. Mi trưởng lão nói, điểm tích lũy tích tụ ở trên người cá nhân, có thể được thành tích tốt hơn, trổ hết tài năng, đương nhiên, cũng có thể tiến hành chia đều, dùng để thông qua khảo hạch. Tỷ như,
10 người liên hợp săn giết một linh thú hợp linh cảnh sơ kỳ, hoàn toàn có thể lấy 10 điểm tích lũy này bình quân phân phối, cũng là cho thấy, 10 người toàn bộ đều có thể thông qua khảo hạch. 10 người săn giết một hợp linh cảnh sơ kỳ liền có thể thông qua khảo hạch. Quá tốt rồi. Không ít tân sinh thực lực hơi yếu, nghe nói như thế, ánh mắt tất cả đều sáng lên, nắm đấm siết chặt. Lấy thực lực đơn độc của bọn hắn, muốn chém giết một linh thú hóa phàm tứ trọng đỉnh phong, chỉ sợ rất khó, nhưng nhiều người liên hợp, liền không nhất định. Danh sư, là vì đối kháng dị linh tộc mà sinh, lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình, không chỉ thực lực mạnh, đoàn kết hợp tác, tín nhiệm lẫn nhau, trợ giúp lẫn nhau, cũng là mấu chốt. Hiểu biết tâm tư của mọi người, Mi trưởng lão giải thích một câu. Nghe nói như thế, mọi người không ngừng gật đầu. Danh sư không phải một người, mà là một chỉnh thể, liên hợp đối kháng, giao sinh mệnh cho đồng bạn, mới có thể phối hợp tốt hơn, đối với đồng bạn nắm giữ tín nhiệm càng lớn. Được rồi, nội dung nói xong, cùng mọi người nói quy định một chút. Vẻ mặt Mi trưởng lão nghiêm túc. Lần khảo hạch này, không cho phép danh sư tầm đó cướp đoạt, chém giết lẫn nhau. Nói cách khác, không thể vì nhận được càng nhiều điểm tích lũy, đi đánh danh sư khác, một khi phát hiện, trực tiếp hủy bỏ tư cách, học viện vĩnh viễn không thu. Thanh âm đến cuối cùng, như đá tảng rơi xuống, để không khí chung quanh có chút ngưng kết. Thánh giả giận dữ, thiên băng địa liệt. Dù chỉ là vẻ mặt trầm thấp, cũng làm cho hóa phàm cảnh không dám phản bác, sinh không ra bất kỳ ý niệm phản kháng. Không cho phép danh sư cướp đoạt chém giết. Trước kia không phải có thể sao. Hình như là làm như vậy, rất dễ dàng gây nên danh sư mâu thuẫn, lần khảo hạch này cố ý hủy bỏ. Ai, còn nghĩ có thể đánh lén người khác cướp đoạt nội đan, hiện tại xem ra. Không được. Linh thú là động vật có trí tuệ, biết nhiều người như vậy vây giết, khẳng định đã sớm trốn đi, làm sao có thể dễ dàng tìm được. Không ít tân sinh thực lực mạnh, sớm liền dự định, đến lúc đó ra tay cướp đoạt, nghe được không cho phép, toàn bộ đều có chút thất vọng. Bất quá, càng nhiều người là thở phào nhẹ nhõm. Thật vất vả săn giết một linh thú, vô cùng có khả năng bản thân bị trọng thương, đến lúc đó, lại bị người đoạt đi, muốn khóc cũng không kịp. Mi trưởng lão, không cho phép danh sư cướp đoạt, vậy danh sư có thú sủng, có thể mượn nhờ thú sủng săn giết khắp nơi hay không? Phong Ngô hỏi. Nghe được hắn hỏi, ánh mắt mọi người đồng loạt tập trung ở trên người Trương Huyền. Vị trương sư này... Liên tục ở giao dịch hội dùng nội đan linh thú đổi công pháp, không ít tân sinh đều biết hắn có một thiên hùng thú nửa bước cửu trọng. Nếu như tên này dùng đại gia hỏa kia đi săn, ai là đối thủ? Bay được, thực lực lại mạnh, đoán chừng thứ nhất không cần người khác, khẳng định là hắn. Danh sư có thú sủng, cũng coi như thực lực bản thân, bất quá. Thú sủng chỉ có thể dùng một lần, vượt qua một lần, có nhận được nhiều nội đan, đều không cho tính toán thành tích. Mi trưởng lão vẫy tay một cái. Có thể thuần phục thú sủng, cũng là năng lực cá nhân, có điều, hoàn toàn dựa dẫm thú sủng, liền mất đi khảo hạch ý nghĩa. Chỉ có thể sử dụng một lần. Tốt. Nghe nói như thế, Phong Ngô thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có thể sử dụng một lần, Trương Huyền muốn thắng, Dư Huynh, cơ bản không thể nào. Được rồi, còn có vấn đề gì không? Sớm hỏi ra, đừng trái với quy định, sẽ mất đi danh ngạch. Giải thích xong vấn đề thú sủng. Mi trưởng lão nhìn quanh một vòng. Trưởng lão, cái kia, nếu có người có trận pháp cấp 5, có thể sử dụng hay không? Lại một cái danh sư nói. Trận pháp cấp 5, vũ khí cấp bậc cao, đủ loại đồ vật vượt qua tu vi bản thân, sẽ giống như thú sủng, chỉ có thể dùng một lần. Mi trưởng lão nói. Mọi người tiếp lấy lại hỏi một vài vấn đề, Mi trưởng lão trả lời từng cái. Rất nhanh, tất cả mọi người triệt để rõ ràng lần khảo hạch này. Cũng hiểu khổ tâm khi học viện thiết kế khảo hạch. Được rồi, nếu như không có vấn đề gì, khảo hạch chính thức bắt đầu, chư vị có thể lên núi. Thấy mọi người không còn vấn đề, Mi trưởng lão vung tay lên. Xuất phát. Tốt. Nghe được mệnh lệnh, 3 vạn tân sinh tham gia khảo hạch, lập tức như châu chấu, phóng về phía Lôi Viễn Phong. Đi càng sớm, cơ hội săn giết linh thú càng lớn, mọi người đều không dừng lại chút nào. Chương 1271, đi săn bắt đầu 1. Trương sư, đừng quên vừa rồi chúng ta cá cược, điểm tích lũy của ai cao, người đó chiến thắng. Nhìn mọi người nhanh chóng lên núi, Dư Huynh, kìm nén không được quay đầu nhìn về phía Trương Huyền, cười lạnh một tiếng, mang theo Phong Ngô nhanh chóng xông lên núi. Chúng ta cũng đi thôi. Thấy mọi người nhao nhao rời đi,
Trương Huyền nhìn thoáng qua đám người La Tuyền, Nhược Hoan công tử sau lưng nói. Tân sinh khảo hạch, loại danh sư như Hồng Sư, là không có tư cách tiến vào, chỉ có thể ở bên ngoài nhìn xem, nên chuyện về sau, chỉ có thể dựa vào bọn hắn. Đám người La Tuyền gật đầu. Qua bên kia, biết hiện tại mọi người lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, Trương Huyền cũng không chối từ, nhìn quanh một vòng, con mắt rơi vào một sơn cốc hẹp dài, đi đầu tiến đến. Danh sư của Huyền Vũ Đế Quốc đến đây khảo hạch, theo sát phía sau. Lôi Viễn Phong không chỉ dốc đứng, diện tích cũng rất rộng rãi, vô số khe rãnh thông đạo, nham thạch, cây cối. Tuy ba vạn người nhiều, nhưng đặt vào ngọn núi to lớn như vậy, cũng trở nên không có ý nghĩa. Trương Huyền chọn lối đi này, không có quá nhiều người đến, rất thưa thớt. Đoàn người kém cỏi nhất cũng đạt đến Trọc Thanh cảnh đỉnh phong, tốc độ cực nhanh, chừng 10 phút đồng hồ sau, liền tiến vào núi rừng. Cây cối rậm rạp, che lấp ánh nắng trên trời, toàn bộ sơn mạch lộ ra khí tức lạnh lẽo. Trong núi rừng, yên tĩnh thản nhiên, một chút thanh âm cũng không có, cũng không biết là bị người phía trước tiến vào, đuổi đi động vật chim thú, hay biết nhiều danh sư săn giết như vậy, sớm trốn đi, cho người ta một loại cảm giác không có chút sinh cơ. Trương sư, chúng ta đi đâu? Đi một hồi, đừng nói linh thú, ngay cả lông thú cũng không thấy một cọng, đám người La Tuyền nhìn không được có chút lo lắng. Lôi Viễn Phong rộng lớn, chỉ cần linh thú ẩn núp, sẽ không dễ tìm như vậy, có điều, không cần phải gấp, ta là thuần thú sư, đã phát hiện một chút tung tích. Trương Huyền cười cười, ném đi thân phận danh sư, hắn còn là một vị thuần thú sư tinh thông thú ngữ, mặc dù trong núi rừng thoạt nhìn mênh mông không có gì, nhưng mà không che giấu được con mắt của thuần thú sư. Huống chi, hắn còn có minh lý chi nhãn. Thật muốn tìm, che giấu khá hơn nữa, cũng đào thoát không được. Lại đi về phía trước một hồi, đột nhiên Trương Huyền ngừng lại, bảo mọi người im lặng, cổ tay rung lên, trường kiếm xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Xoạt! Bàn tay lắc một cái, một đạo kiếm mang bổ xuống vách đá dốc đứng trước mắt. Mọi người đang kỳ quái, vì sao phải bổ đá, liền nghe một tiếng oanh minh, nham thạch vỡ vụn, ngay sau đó một bóng dáng màu xám vọt ra. Linh thú hóa phàm tứ trọng đỉnh phong, Khiếu Phong Lang. Không nghĩ tới tên này giấu ở trong nham thạch. Giao cho các ngươi, ta đi phía trước nhìn xem. Biết loại cấp bậc linh thú này, không có áp lực gì với đám người La Tuyền, Trương Huyền cũng không ra tay, thân thể đạp mạnh mặt đất, nhanh chóng bay về phía trước. Sơn cốc này, nghiêng hướng lên, mặc dù khắp nơi có nham thạch dốc đứng, nhưng cũng có cây cối rậm rạp, bàn chân qua lại ở trên nhánh cây, chỉ chốc lát liền đi về phía trước 7, 8 dặm. Hô! Trương Huyền ngừng lại, nhíu mày. Đây là dấu vết đàn thú đi qua. Khu vực trước mắt, mặc dù không lưu lại quá nhiều ấn ký, nhưng minh lý chi nhãn quét qua, có thể nhẹ nhõm nhìn ra, trước đây không lâu mới vừa có đàn thú đi qua. Thanh bối man hùng, thiết sĩ báo, hoàng nam hổ, kim tý thiết phiên. Đàn thú này tối thiểu có mười mấy linh thú không cùng loại, hơn nữa. Đều là hợp linh cảnh, am hiểu tốc độ. Quan sát một hồi, trong lòng làm ra phán đoán. Linh thú chủng loại khác biệt, lưu lại dấu vết cũng không giống. Nhìn một cái, trong bầy thú đi qua, thế mà để hắn nhận ra ít nhất mười mấy loại. Những linh thú này, bình thường đều là tử địch, bây giờ lại đi chung một chỗ, chỉ sợ giống như trước đó nghi trưởng lão nói, đã liên hợp lại, tiến hành vây giết nhân loại. Trương sư, đang tiếp tục quan sát, muốn nhìn một chút, bọn linh thú này đến cùng đi nơi nào, chỉ thấy đám người La Tuyền đuổi theo. Một linh thú Trọc Thanh cảnh đỉnh phong, quả thực không tính là gì với bọn hắn, rất nhẹ nhàng liền giết chết. Chỉ là trong đội ngũ khảo hạch bọn hắn nhân số quá nhiều, loại cấp bậc này, giết một con hai con, không khác hạt cát trong sa mạc. Mọi người hạ giọng, chúng ta làm một vố lớn. Trương Huyền mỉm cười. Đã ít nhất có hơn 10 linh thú hóa phàm ngũ trọng đi ngang qua nơi đây, tự nhiên phải nghĩ biện pháp tiêu diệt. Chỉ cần chém giết sạch sẽ, điểm tích lũy của mọi người có lẽ đều sẽ đầy đủ. Đổi lại đội ngũ, liên minh khác. Coi như biết có mười mấy linh thú hợp linh cảnh ở phía trước, chỉ sợ cũng không dám ngạnh xông, hắn không giống, thực lực bản thân sớm đã đến hóa phàm ngũ trọng đỉnh phong, sức chiến đấu mạnh hơn, linh thú hợp linh cảnh mà thôi, chỉ cần nguyện ý, một người liền có thể đổ sát toàn bộ. Làm một vố lớn. Mọi người không hiểu. Căn cứ quan sát của ta, vừa rồi có lẽ có một đám linh thú hợp linh cảnh đi qua, chỉ cần chém giết, điểm tích lũy của chúng ta liền đủ rồi. Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng. Linh thú hợp linh cảnh.
mọi người hưng phấn đến con mắt tỏa ánh sáng. Một hợp linh cảnh sơ kỳ liền có thể nhận được 10 điểm, 5 con, điểm tích lũy của mọi người liền đầy đủ. Còn có thể nguy hiểm hay không, Trương Sư không phải có thú sủng nửa bước cửu trọng sao? Thật có nguy hiểm, nó vừa ra tay, hoàn toàn không là vấn đề. Đi theo ta. Không đi quản mọi người nghĩ cái gì, thân thể Trương Huyền nhoáng một cái, dọc theo dấu vết đuổi tới đằng trước. Không đúng. Chỉ chốc lát hắn liền ngừng lại. Làm sao vậy? Nhược Hoan công tử đi tới gần. Chương 1272, đi săn bắt đầu 2. Phía trước có dấu vết bố trí trận pháp, nhưng không có dấu vết đánh nhau. Trương Huyền cau mày. Có ý tứ gì? Mọi người không hiểu. Có dấu vết bố trí trận pháp, nói cách khác. Trước đó có người ở đây mai phục, không có dấu vết đánh nhau lại cho thấy, bọn linh thú này không có trúng kế, mà sớm tránh qua. Trương Huyền giải thích, linh thú đối với linh khí mẫn cảm tự nhiên, có lẽ phát hiện trận pháp, mới tiến hành tránh né. La Tuyền xen vào nói, linh thú bất kể là khứu giác hay cảm xúc, đều mẫn cảm hơn nhân loại, có thể sớm phát hiện trận pháp cũng không có gì lạ. Đây là thanh tiêu mê trận ngũ tinh, lấy ẩn dấu xương danh. Coi như danh sư hợp linh cảnh, đi ngang qua nơi đây cũng chưa hẳn có thể phát hiện. Trương Huyền lắc đầu. Không dễ dàng như vậy. Mặc dù đối phương đã xóa trận pháp, nhưng dấu vết vẫn còn, lấy nhãn lực của hắn, hoàn toàn có thể căn cứ những cái này, nhìn ra chủng loại cùng đẳng cấp của trận pháp. Thanh tiêu trận pháp, lấy ẩn dấu xưng danh, không thi triển minh lý chi nhãn, liền xem như hắn, đột nhiên gặp phải cũng rất khó phát hiện, huống chi một đám linh thú. Hắn không tin một đám linh thú chỉ là hợp linh cảnh, nhãn lực còn cường đại hơn hắn. Như vậy là chuyện gì xảy ra? Nghe được là thanh tiêu trận pháp, mọi người cũng nhíu mày. Ta cũng không biết, tiếp tục đuổi lên xem một chút. Trương Huyền cũng không rõ ràng được chuyện gì xảy ra, có điều cũng không quá xoắn suýt, nhìn dấu vết, bọn linh thú này mới qua không lâu, tiếp tục đuổi lên, hẳn có thể biết rõ ràng cụ thể chuyện gì xảy ra. Tốt! Mọi người biết cái nhìn của hắn khẳng định không sai, tiếp tục theo ở phía sau. Một bên tiến lên, một bên tìm kiếm dấu vết, lại đi hơn 10 phút, Trương Huyền dừng lại lần nữa. Thế nào? Nhìn bộ dáng của hắn, Nhược Hoan công tử kìm lòng không được đi tới gần. Nơi này vừa rồi có người đi qua, dùng xích huyết đan làm mồi dụ, kết quả. Bọn linh thú kia vẫn không mắc lừa, lặng lẽ rời đi. Người khí tức lưu lại ở trong không trung, Trương Huyền nói. Xích huyết đan. Đan dược cấp 5, linh thú hợp linh cảnh căn bản không có cách nào cự tuyệt. Trương Huyền càng ngày càng kỳ quái. Đổi lại vật phẩm khác, linh thú còn có thể cự tuyệt, nhưng một khi dùng xích huyết đan, có thể tăng tiến huyết thống, có lợi ích rất lớn với linh thú, thế mà cũng có thể nhịn, chuyện này liền có chút kỳ quái. Linh thú, không phải nắm giữ trí thông minh cao như nhân loại, nếu như biết là bẫy dập, su cắt tị hung, thì sẽ không có nhiều thú sủng bị nhân loại thu phục như vậy. Tránh né trận pháp một lần, xem như trùng hợp, hiện tại có thể chống lại xích huyết đan dụ hoặc, cái này làm người ta không thể không hoài nghi. Trọng yếu nhất là, người bố trí trận pháp cùng người thả xích huyết đan câu dẫn linh thú, đều không thấy. Trương Huyền tiếp tục nói. Không thấy, chẳng lẽ, bọn họ bị giết? Con người của La Tuyền co rụt lại. Thế lực có thể lấy ra trận pháp cấp 5 cùng đan dược cấp 5, khẳng định không đơn giản, nhiều người như vậy cũng bị giết. Bọn họ thật muốn gặp phải, chỉ sợ cũng khó chống chọi. Không, nếu như chiến đấu, khẳng định có dấu vết lưu lại, đừng nói một đám linh thú hợp linh cảnh, coi như hóa phàm bát trọng, cửu trọng, muốn một hơi chém giết một đội danh sư, cũng khó có thể làm được. Trương Huyền lắc đầu. Có thể tới đây khảo hạch, đều là người nổi bật trong danh sư, địa vị không thấp, tương lai tươi sáng, trên người ai không có chút thủ đoạn bảo mệnh. Đừng nói mười mấy linh thú hợp linh cảnh. Xem như mấy đầu hóa phàm bát trọng, cửu trọng, muốn lặng yên không tiếng động chém giết người, còn không có chút dấu vết lưu lại, cũng không thể nào làm được. Như vậy, mọi người cảm thấy lẫn lộn. Nếu ta đoán không sai, hẳn là đám người này phát hiện linh thú, lặng lẽ đi theo. Trương Huyền nói ra suy đoán của mình. Theo sau, bằng không, trận pháp không có khả năng phá sạch sẽ như thế, đan dược cũng bị lấy đi, trên mặt đất không có lưu lại dấu vết gì. Trương Huyền nói tiếp, phát hiện linh thú, không đúng, linh thú đã sớm phát hiện đối phương, khẳng định sẽ lặng lẽ rời đi, lại truy tung, chẳng phải rất nguy hiểm sao? Nhược Hoan công tử nghĩ thông suốt mấu chốt, nhịn không được nói. Chính bởi vì cái này,
ta mới cảm giác kỳ quái. Trương Huyền gật đầu. Linh thú đã có thể sớm phát hiện trận pháp, sớm phát hiện nhân loại bố trí bẫy dập, khẳng định sẽ lặng yên không tiếng động rời đi, không bị phát hiện, mới có thể chạy trốn. Mà bây giờ, không chỉ một nhóm người phát hiện, đoàn người thứ hai cũng phát hiện. Thật giống như bọn chúng cố ý dò dỉ dấu vết, để cho người ta tìm tới vậy. Vậy thì không thể không khiến người nghĩ sâu xa. Tiếp tục đuổi lên xem một chút. Biết ở đây xoắn suýt, không có khả năng tìm được đáp án, Trương Huyền tìm đúng ấn ký linh thú rời đi, tiếp tục đuổi theo. Mọi người theo sát. Qua nửa canh giờ, dọc theo ngọn núi xoay một vòng, đã phát hiện mấy chỗ nhân loại mai phục, thậm chí còn có dấu vết đánh nhau. Bất quá, những ấn ký này cực kỳ đơn giản, hẳn là linh thú gặp phải nhân loại, không chút chiến đấu liền trực tiếp rút đi. Chương 1273, cứu hay là không cứu? 1. Có phải là bọn chúng phát hiện có người theo dõi, sợ gây phiền toái, trực tiếp rút đi hay không? La Tuyền nói. Cũng có khả năng. Trương Huyền gật đầu, đang muốn nói gì, đột nhiên trong đám người không biết ai hô lên. Mau nhìn, phía trước có người. Mọi người nhìn về phía trước, quả nhiên thấy ba tân sinh ngồi dưới đất, trên người mang theo máu tươi, đã bị thương nhẹ. Ba người này đều chỉ có thực lực hóa phàm tứ trọng đỉnh phong, nhìn thấy nhiều người như vậy, khuôn mặt đồng thời biến đổi. Chúng ta còn không có săn được linh thú. Nói một câu xong, mới nghĩ đến danh sư tầm đó không thể cướp đoạt, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ta gặp qua mấy người kia, là Lạc Viễn Đế Quốc. La Tuyền truyền âm. Trương Huyền gật đầu. Lạc Viễn Đế Quốc giống như Huyễn Vũ Đế Quốc, đều thuộc về đế quốc nhị đẳng, thời điểm ở Sĩ Tử Hải tương đối gần. Do đó có thể nhận ra. Các người bị thương, có phải bị linh thú công kích hay không? Trương Huyền cũng không nhiều lời, nhìn về phía ba người. Vâng. Biết bọn họ không có địch ý, ba người cũng không giấu giếm. Mười mấy linh thú hợp linh cảnh, nếu như muốn giết các ngươi, có lẽ rất đơn giản, vì cái gì chỉ đánh bị thương nhẹ liền đi. Trương Huyền cau mày. Một linh thú hợp linh cảnh muốn giết ba danh sư hóa phàm tứ trọng liền rất đơn giản, huống chi mười mấy con. Thật muốn động thủ, đoán chừng không dùng đến một cái hô hấp, ba người kia liền chết. Không thể chỉ đánh bị thương nhẹ liền rời đi a hát. Ngươi, làm sao biết chúng ta bị mười mấy linh thú hợp linh cảnh công kích? Một danh sư nhìn không được sững sờ. Chúng ta đang truy tung những linh thú này, tự nhiên biết rõ. Trương Huyền nói. À, nguyên nhân cụ thể chúng ta cũng không biết, chúng ta đang đi lại, gặp được nhiều linh thú như vậy, vốn cho rằng chết chắc, ai ngờ. Bọn chúng chỉ công kích một chút, liền xoay người rời đi, hình như sợ cái gì đó. Danh sư kia hồi đáp. Hẳn là sợ bị các ngươi đuổi kịp à. Một danh sư khác xen vào nói. Đám linh thú kia vừa đi không lâu, đám người này liền đuổi theo, hẳn là sợ bọn họ theo dõi, không dám dừng lại. Nếu như sợ chúng ta theo dõi, khẳng định cực kỳ tức giận nhân loại, nhìn thấy các ngươi, tất nhiên sẽ không lưu tình. La Tuyền cũng nhìn ra vấn đề. Đám linh thú kia thật phát hiện bọn họ, sợ bị đuổi kịp, gặp được những nhân loại khác ngăn cản, tất nhiên sẽ không chút lưu tình, sao có khả năng chỉ đánh thành bị thương nhẹ. Phía trước là địa phương nào? Lông mày dương lên, Trương Huyền nhịn không được hỏi. Phía trước là Nhất Tuyến Thiên, hẻm núi nguy hiểm nhất Lôi Viễn Phong. Danh sư kia nói, nguy hiểm nhất, nguy rồi. Như nhớ tới cái gì, Trương Huyền nhảy lên, vội vã xông về phía trước, mọi người không hiểu theo sát hắn. Chỉ chốc lát sau, liền đến một sơn cốc rất lớn, bốn phía đều là vách núi dốc đứng, từ dưới nhìn lên trên, bầu trời tựa như một đường, cho người ta một loại cảm giác một người giữ ải vạn người không thể qua. Đinh 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 đinh, còn chưa tới gần, liền cảm thấy chân khí phía trước sao động, thanh âm vũ khí va chạm liên tiếp vang lên. Phía trước có người chiến đấu. Nghe được thanh âm này, cảm nhận được chân khí sao động, mọi người vẫn không rõ, phía trước có người chiến đấu. Tất cả đều nghi ngờ nhìn qua. Đi lên xem một chút liền biết. Trương Huyền chỉ chính là một chỗ cao của hẻm núi, vô số nham thạch đứng sừng sững ở giữa không trung, diện tích rất lớn, ở phía trên có thể rõ ràng nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Mọi người nối đuôi nhau mà lên, sắc mặt tất cả đều trắng nhợt. Chỉ thấy mấy trăm linh thú, vây hơn 200 danh sư vào giữa. Những linh thú này, có hợp linh cảnh, còn có kiều thiên cảnh, cả đám vô cùng mạnh mẽ. Danh sư bị vây vào giữa, mặc dù số lượng không ít, nhưng đối mặt nhiều linh thú như vậy vây công, không ít người bị trọng thương, dần dần chống đỡ hết nổi. Bị vây công, chẳng lẽ, vừa rồi mười mấy linh thú kia,
là cố ý lộ ra sơ hở, hấp dẫn danh sư tới, sau đó vây quét tiêu diệt. Khóe miệng co giật, khuôn mặt mọi người trắng bệch. Mặc dù bọn họ có rất nhiều người, nhưng một khi bị nhiều linh thú như vậy vây quanh, khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Coi như Trương Sư có Tử Dực Thiên Hùng thú nửa bước cửu trọng, nhưng hình thể nó quá lớn, Nhất Tuyến Thiên trước mắt chật hẹp, coi như đi tới cũng không cách nào thi triển thân hình, làm không cẩn thận, nhiều linh thú như vậy vây công, sẽ còn rơi vào nguy hiểm, bản thân khó bảo toàn. Vẻ mặt Trương Huyền nghiêm túc. Tâm cảnh khắc độ của hắn vượt qua mọi người, phân tích sự tình cũng mạnh hơn những người khác, mới đầu phát hiện đám linh thú kia, nhìn thấy nhân loại liền xoay người rời đi, liền sinh lòng khả nghi, hiện tại xem ra, quả nhiên là âm mưu. Thanh bối man hùng, thiết sĩ báo, hoàng nam hổ, kim tý thiết phiên. Những linh thú này, đều là loại cực kỳ am hiểu tốc độ trên lục địa, thật muốn chạy, coi như kiều thiên cảnh sơ kỳ cũng khó bắt lấy, giờ phút này lại cố ý lượn quanh một vòng lớn, dẫn tới một đám danh sư, tất nhiên có mưu đồ. Chỉ là không nghĩ tới, thế mà lại dẫn nhân loại đến nơi này tiêu diệt. Liên minh. Người người đều nghĩ đến liên hợp săn giết linh thú, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, linh thú đã liên minh, lấy mình làm mồi dụ mai phục, phân công rõ ràng, ngay ngắn trật tự, một lần hành động giết chết nhân loại. Đáng sợ. Chương 1274, cứu hay là không cứu? 2. Nếu như không phải đám người mình gặp được, có thể cũng sẽ trúng cái bẫy của linh thú, rơi vào trùng vây hay không? Trương sư, chúng ta làm sao bây giờ? Một vị danh sư nhìn không được nhìn lại. Thân là danh sư, nhìn thấy đồng bạn bị vây công, nhất định phải ra tay cứu vớt, nhưng thật muốn đi qua, bằng mấy người bọn hắn, cũng là hạt cát trong sa mạc, không làm nên chuyện gì. Thậm chí, cho dù Tử Dực Thiên Hùng thú tới, cũng không có khả năng cứu nhiều người như vậy. Chức trách của danh sư là bảo hộ nhân tộc, dù lại nguy hiểm, cũng phải duy trì hương hỏa của nhân tộc bất diệt. Nhìn thấy đồng loại gặp nạn không cứu, coi như rời đi, cũng làm hỏng đạo tâm, về sau nửa bước khó tiến. Nhưng nếu quả thật muốn cứu người, chúng ta toàn quân bị diệt, cũng không có hiệu quả gì. Đúng vậy, hiện tại ở loại tình huống này, cứu cũng không phải, không cứu cũng không phải. Mọi người trầm mặc. Cứu người, bằng thực lực của bọn hắn, khẳng định không được, không cứu, trơ mắt nhìn đồng bạn bị giết, trong lòng áy náy, mất đi lý niệm mình một mực kiên trì. Người khẳng định phải cứu, có điều, chúng ta đi vào như vậy khẳng định không được. Trương Huyền cau mày, ngón tay gõ quần áo, trong đầu nhanh chóng vận chuyển. Vậy làm sao bây giờ? Mọi người đồng loạt nhìn tới. Hiện tại tất cả mọi người đặt hy vọng ở trên người thanh niên trước mắt này, hy vọng hắn có thể giống như trước, lần nữa sáng tạo kỳ tích. Các ngươi ai có trận kỳ cùng trận đồ của ngũ tinh mê trận? Chần chờ một chút, Trương Huyền nhìn về phía mọi người. Ta có. Một vị danh sư của Lạc Viễn Đế Quốc nói. Hắn là trận pháp sư, có thể bày trận bắt linh thú, nên mới dám ba người đơn độc hành động, nếu không, bằng thực lực chọc thanh cảnh đỉnh phong của bọn hắn, nào dám một mình rời đi. Cho ta. Trương Huyền đưa tay. Được. Biết là vì cứu đồng bạn, vị danh sư này nhẹ gật đầu, cổ tay khẽ đảo, một đống trận kỳ cùng ngọc phù xuất hiện ở trước mắt. Đây là huyễn tung mê trận ngũ tinh sơ kỳ, trận pháp đại sư Đào Nhiên của đế quốc chúng ta xem thủy triều nghiên cứu ra, bất quá. Bố trí trận pháp này cực kỳ phiền phức, coi như ta học tập 3 năm, ít nhất cũng phải một canh giờ mới có thể thành công. Mấu chốt nhất là, hạp cốc này chật hẹp như thế, làm sao bố trí? Vị danh sư này nghi ngờ nhìn qua. Coi như để hắn bố trí trận pháp này, không có 1-2 canh giờ là khó có thể thành công, lại nói, bố trí trận pháp, cần thực địa khảo sát, căn cứ địa hình nhập ra tùy tục, còn cần lợi dụng la bàn, tìm tiết điểm linh khí giao hội, vô cùng phức tạp. Hiện tại phía dưới giao chiến say xưa, không nói trước có thể bố trí ra hay không, coi như có thể thành công, bị nhiều linh thú như vậy vây công, những danh sư kia cũng không kiên trì lâu như vậy a hát. Huống chi, người không đi qua làm sao bố trí, người đi qua, đồng dạng rơi vào trùng vây, không chết cũng không xê xích gì nhiều. Trong hơn 200 vị danh sư bị vây nhốt, khẳng định cũng không thiếu trận pháp sư, đều bó tay toàn tập, người lại có thể thế nào? Ta xem trước một chút. Không để ý tới lời nói của đối phương, ngón tay Trương Huyền điểm ngọc phù, rót chân khí vào trong đó, trận pháp huyễn tung mê trận xuất hiện ở trước mắt. Thiếu hụt. Trong lòng thấp giọng hô, con mắt nhìn chằm chằm ngọc phù, tinh thần đã đắm chìm vào thức hải. Huyễn tung mê trận là một loại mê trận, do trận pháp đại sư Đào Nhiên của Lạc Viễn Đế Quốc sáng tạo,
có thể mượn nhờ địa hình, mê huyễn giam cầm sinh mệnh ở trong đó, một khi rơi vào trong trận, coi như là cường giả kiều thiên cảnh cũng khó đào thoát. Trong thư viện đọc sách cực nhanh, mấy tức qua đi, nội dung chính của trận pháp liền thuộc lầu trong óc. Mở to mắt, lần nữa nhìn về phía mọi người. Trên người chư vị có linh thạch không? Linh thạch. Mọi người đồng thời gật đầu. Chúng ta đều có chút ít. Linh thạch trung phẩm, mặc dù chân quý, nhưng đối với danh sư tứ tinh đỉnh phong, nửa bước danh sư ngũ tinh như mọi người, trên người đều sẽ chuẩn bị một chút. Tất cả đều lấy ra, mỗi người chuẩn bị 10 khối, không đủ thì mượn người khác. Trương Huyền phân phó nói. Tốt. Mọi người gật đầu. Nhiều không có, 10 khối linh thạch trung phẩm lại có thể cầm ra được. Hiện tại chúng ta tổng cộng có 53 người, trừ ra ta là 52 vị, chia làm 4 đội, lấy Đông, Tây, Nam, Bắc mệnh danh. Thấy mọi người đều chuẩn bị xong linh thạch, Trương Huyền tiếp tục nói. Mặc dù không biết hắn có dụng ý gì, nhưng bây giờ chỉ có thể nghe theo phân phó, mọi người nhẹ gật đầu, chia làm 4 tổ. Đều là danh sư, động tác cực nhanh, tất cả làm xong, chẳng qua mười mấy hô hấp mà thôi. Được rồi, tất cả đều chuẩn bị kỹ càng, một lát nữa nghe khẩu lệnh của ta, nghiêm ngặt thi hành, sai một chút, mọi người phía dưới có khả năng cứu không được. Vẻ mặt Trương Huyền nghiêm túc nhìn về phía mọi người. Trương sư yên tâm, chúng ta nghe ngươi sắp xếp. Dù mọi người nghi hoặc, nhưng thấy ánh mắt hắn kiên định, tràn đầy tự tin, tất cả đều nhẹ gật đầu. Ba vị danh sư của Lạc Viễn Đế quốc vốn còn muốn hỏi thăm, thấy bộ dáng này của mọi người, đành phải nhét lời muốn nói vào bụng, hít sâu một hơi, nhìn về phía thanh niên trước mắt, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Người thanh niên này, trong chúng nhân tuổi tác cũng không phải lớn nhất, vì cái gì tất cả mọi người tin tưởng như thế? Lấy ánh mắt của bọn hắn đến xem, cục diện trước mắt, trừ khi cường giả như Mi trưởng lão tự mình ra tay, nếu không, ai cũng cứu không được. Chẳng lẽ, tên này thật sự có biện pháp? Chương 1275, Bách Kỳ Định Hư 1. Lúc đang nghi ngờ, chỉ thấy thanh niên trước mắt bắt lại trận kỳ, con mắt nhìn chằm chằm địa hình phía dưới, tựa hồ tính toán phương vị. Trương sư muốn bố trí huyễn tung mê trận. Nhìn thấy động tác của hắn, lông mày của ba vị danh sư nhảy một cái. Không nói hẻm núi phía trước chật hẹp, khó mà thành công, chỉ nói phía dưới đang chiến đấu, khí tức tung hoành, linh khí hỗn loạn, la bàn cũng không tìm được tiết điểm, làm sao bố trí. Loại tình huống này, đừng nói trận pháp sư ngũ tinh, coi như lục tinh, thất tinh tới, chỉ sợ cũng khó thành công. Mấu chốt nhất là, giờ phút này một khi xuất hiện bầy trận, mặc kệ có thể thành công hay không, mọi người khẳng định đều bại lộ, nhiều linh thú như vậy, làm không cẩn thận sẽ bị vây công, ai cũng trốn không thoát. Đây chính là biện pháp người nghĩ ra được. Không cần khẩn trương, Trương sư đã nói có thể cứu, liền khẳng định có nắm chắc. Nhìn ra bọn họ khẩn trương, Nhược Hoan công tử cười an ủi. Hắn và Trương sư tiếp xúc thời gian dài nhất, cũng rất hiểu, người thanh niên này như có ma lực vô tận, mỗi lần sự tình thoạt nhìn đều không có cách hoàn thành, đều nhẹ nhõm nghịch chuyển. Thật giống như dị linh tộc kia, bị hắn ép tự sát. Đổi lại bất luận kẻ nào, khẳng định đều khó mà tin được, mà hắn lại thực sự làm được. Còn có chính hắn, lấy thực lực của hắn, làm sao có thể có tư cách đi tới đây, chính là thủ đoạn của thanh niên này, mới để cho hắn có thể thành công. Lần này, mặc dù thoạt nhìn rất khó, nhưng có lẽ đối phương vẫn có thể làm được, làm cho tất cả mọi người vì thế mà choáng váng. Chỉ mong a. Ba người cười khổ lắc đầu. Lúc mấy người đối thoại, Trương Huyền đã quan sát địa hình, đột nhiên hít sâu một hơi, truyền âm tới. Đều chuẩn bị kỹ càng. Nghe được lời nói, mọi người đều tập trung tinh thần, nắm linh thạch ở trong lòng bàn tay, nghe theo an bài. Hô! Đang suy nghĩ thanh niên kia sẽ làm thế nào, chỉ thấy thân thể của hắn nhảy lên, bàn chân đạp mạnh trên mặt đất, thẳng tắp phóng về chỗ linh thú cùng nhân loại giao chiến. Cái này! Con người co rụt lại, tất cả mọi người giật mình. Đây chính là mấy trăm linh thú và nhân loại chiến đấu, cứ như vậy tiến lên, người xác định là cứu người, không phải đi chịu chết. Giống, giống, giống. Quả nhiên, thấy có người dẫm lên nham thạch bay lượn đến, linh thú vây công danh sư đồng thời phát ra tiếng giống, liên tiếp công kích, bão tố tấn công về phía không trung. Linh thú công kích, tựa như gió lốc, một khi bị đánh trúng, đừng nói Trương Huyền, coi như cường giả hóa phàm thất trọng, chỉ sợ cũng có thể vẫn lạc. Hô! Mọi người ở đây cảm thấy hắn khó có thể trốn tránh, vô cùng có khả năng còn chưa tới gần sẽ bị chém giết,
thanh niên tiến lên kia, thân thể cổ quái di chuyển sang phải ba thước. Chớ xem thường ba thước này, lại làm cho công kích liên hợp vừa rồi, trong nháy mắt rơi vào chỗ trống, không công mà lui. Giống. Thấy công kích vô hiệu, rất nhiều linh thú tức giận, lần nữa cuồng hống, lại có mấy mười đạo công kích phô thiên cái địa đánh tới. Lần này khác biệt. Mới vừa rồi là rất nhiều linh thú liên hợp lực lượng, uy lực mạnh mẽ, để cho người ta ngăn cản không nổi, mà bây giờ, rất nhiều công kích phân tán, hầu như phong kín toàn bộ con đường đi tới. Những công kích này, khả năng uy lực nhỏ, nhưng một khi bị đánh trúng, tất nhiên sẽ bị thương, chỉ cần rơi xuống, liền sẽ rơi vào bao vây, đừng nói cứu người, bản thân cũng khó giữ nổi. Rất nhiều danh sư nhìn không được siết chặt nắm đấm. Nhìn lực lượng công kích của linh thú, muốn ở trên không trung đánh giết một cường giả hợp linh cảnh, chỉ sợ còn làm không được, nhưng chỉ cần bị đánh trúng, khẳng định sẽ bị thương rơi xuống, đến lúc đó. Coi như không cần công kích, chỉ là thể trọng của những linh thú này, dẫm cũng có thể dẫm chết. Mau nhìn, ngay thời điểm tràn đầy lo lắng, không biết ai kêu ra, mọi người đồng loạt nhìn lại, tất cả đều kìm lòng không được ngẩn ngơ. Chỉ thấy Trương Sư dẫm vách đá nham thạch vọt lên phía trước, thân ảnh ở trong công kích lay động, như có thể sớm biết vị trí công kích, mặc dù nguy hiểm, nhưng mỗi lần đều có thể không bị thương chút nào tránh thoát. Như khiêu vũ ở trên đao kiếm, dù nguy hiểm, lại không bị bất cứ thương tổn gì. Là khả năng tính toán cường đại, cùng nhãn lực để cho người ta hoảng sợ. Con người co vào. Tất cả mọi người là danh sư, nên đều biết độ khó của chuyện này, cần am hiểu tập tính, phương pháp công kích, chiêu số uy lực, tốc độ công kích của tất cả linh thú, mới có thể làm được. Nói cách khác, vừa rồi hắn đứng ở chỗ này, không chỉ tính toán ra vị trí bảy trận kỳ, còn thuận tiện tính toán phương vị, phương thức công kích của những linh thú này, sớm kế hoạch xong lộ tuyến đi lại. Nếu không, tuyệt không có khả năng trôi chảy, thành thạo điêu luyện như thế. Cái này cần khả năng tính toán lớn như thế nào? Cần có nhãn lực cao minh bao nhiêu? Còn là người sao? Hô hô hô! Không biết mọi người khiếp sợ cùng điên cuồng, thân hình không ngừng biến ảo, hơn 10 hô hấp sau, Trương Huyền rốt cục đến bầu trời của mọi người bị vây công, hít sâu một hơi, lông mày dương lên, chân khí xuôi theo bàn tay bắn ra. Đi! Ong ong ong! Lòng bàn tay nắm mấy trăm cây trận kỳ, lập tức phát ra thanh âm chói tai, siêu, phân tán ra, đồng thời vọt tới chung quanh. Cái này, đây là trận pháp sư thất tinh mới có thể sử dụng. Bách kỳ định hư. Danh sư vừa rồi cấp cho trận kỳ kia sắc mặt trắng nhợt, dọa đến suýt chút nữa từ trên nham thạch rơi xuống. Bách kỳ định hư, đó là cái gì? Mọi người không hiểu. Đây là danh từ chuyên dụng của trận pháp sư, trong rất nhiều danh sư, đại bộ phận đều không phụ tu nghề nghiệp này, biết đến không nhiều. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 1275.